Bữa đi muốn bò đã thiệt ha. Mày nói nghe thảm dữ. Thảm cái gì? Tao nói thiệt mà. Mày thấy không? Thường ngày thời gian có đâu mà. Nguyễn Thanh Long kìa bạn. Mình lại xin chụp hình đi. Em chào anh. Tụi em hâm mộ anh lắm á. Anh cho tụi em xin tấm hình nha. Chào hai em. Em okay. Nữa. Chị chụp đi. Bạn chụp. Rồi. 1, 2, 3. 2, 3. Tấm đi nha. 1, 2, 3. Rồi, đã tin. Thôi, anh cho tụi em xin chữ ký nữa nha. Ok em. Ký cho em đi. Ký cho đây ha. Dạ. Rồi. Em cảm ơn anh nha. Không cảm ơn anh. Mà công nhận á, ở ngoài anh còn đẹp trai hơn trên hình nữa. Anh cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, ăn muốn bò lại đường hả? Đúng rồi em. Mai mốt mình quay lại đây ăn bún bò đi. Ừ, để đổ mấy đứa trong lớp nữa ha. Để tao để tao ăn phút nha. Á hi. Ơi, em cảm ơn anh nha. Chúc anh ăn ngon miệng. Chúc hai em buổi chiều vui vẻ nha. Cảm ơn anh ạ. Để em đi nha. Chào nha. Anh đẹp trai lắm mày. Trời. Trời đất ơi, mày lấy hết thịt trong tô bún của tao cho tao ăn. Ủa? Mới qua chơi hả Đen Nộ? Hôm qua mới đi bệnh viện về đúng không? Sao mày biết? Nè, coi đi. Trời đất ơi. Hôm qua tao bị viêm họng. Tao đi vô bệnh viện tao khám coi tao bị làm sao. Chứ có gì đâu. Vậy đó. Mà tụi anh Tiffan nó đồn mày bị ung thư dòm họng kìa. Ơ, thôi kệ đi. Nó đồn gì đồn. Tao nói mày nghe, sống trong cái nghề này phải biết đạp lên dư luận mà sống. Tao nói cho mày biết, câu chuyện này sẽ không dừng ở đây đâu. Nó sẽ đồn mày nhiều cái tin còn dữ dội hơn nữa đó. Kệ. Đồn tới đó thì rồi biết cái tính ha. Khoan ông, nói này nghe nè. Nói gì? Tự nhiên tôi chợt nhớ ra phải nói liền chứ không nó quên. Cây song chén nhà mình á cũ quá hư rồi, mua khác nghe không? Nó cũng mấy chục năm mà chứ đỏ gì đâu. Để tôi mua khác. Mà nhớ mua gỗ tốt tốt nghe không? Đừng mua mấy cái dán ép nhanh hư lắm. Trời đất ơi, bây giờ ai mà xài dán ép gỗ đỏ được không? Được á. Ủa gỗ đỏ là cái gì không? Cẩm lai đó chứ gì. Alo, tôi nghe là cô Trinh. Cái gì? Cô nói sao? Vậy đó hả? Được rồi, để tôi điện nó thử coi. Gì không? Bà điện thám ơi. Ủa sao điện thoại không? Gọi biểu tôi gọi. Tôi biểu điện này điện đi. Nghĩ này kỳ cục ghê. Ủa mà gọi nói gì? Thì điện đi. Alo, Tám hả? Tám hả con? Dạ con nghe nè tía. Bệnh sao vậy con? Con có bị gì đâu tía, con bình thường mà. Ủa trời đất ơi, sao cô Chính mới điện cho tía nói con bệnh nặng lắm? Dạ, không có sao hết trơn á tía. Con bình thường. Vậy đó hả? Trời Phật ơi, nằm tía hết hồn hết chứ. Vậy chắc bà nghe ai rồi à? Ừ, thôi vậy thôi nha con. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ con biết rồi. Vậy thôi nha tía. Ừ. Làm gì liếc tôi thấy ghê vậy? Làm gì kênh? Ông hay quá à. Chú gọi điện không gọi. Ta gọi chưa kịp nói với con câu nào hết giật nói luôn à.
tắt máy luôn rồi, không cho nói câu nào luôn đúng không? Trời ơi, bây giờ đồn tới dưới luôn rồi hả? Hèn chi, từ sáng tới bây giờ mấy chục cuộc điện thoại gọi tới, toàn hỏi thăm sức khỏe đâu không à. Đứa nào mà đồn ác quá vậy? Bổ gì tao nói thiệt. Điện thoại tôi hết tiền rồi. Hết tiền xong nạp đi. Thì chứ nào tôi muốn nạp tôi nạp, quyền của tôi. Nói của ai nấy xài mà mượn hoài. Tôi không có mượn bà. Tôi kêu bà điện thôi chứ tôi không có mượn à. Cô Chính gọi nói gì à? Rồi thằng Tám nó có bị gì không? Bị gì đâu, tự nhiên nó nhỏ bệnh nặng lắm. Nói gì tào lao, nghe thông tin đầu nói kỳ cục. Gà dịch gì đâu. Alo, anh nghe nè. Không có sao đâu. Anh vẫn khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon bình thường. Cảm ơn em đã hỏi thăm nha. Rồi, chào em nha. Tắt nguồn đi, cho nó khỏe. Ê, mày mà tắt nguồn như vậy á, người ta không gọi được cho mày. Tụi nó còn đồn dữ hơn nữa đó. Thôi mệt quá đi. Bây giờ tao mệt mỏi lắm rồi. Tao muốn nghỉ ngơi cho nó khỏe. Ai nói gì kể người ta. Gì tao? Vô hài. Gì? Chú Hai, con biết chú Hai đang buồn lắm. Ủa tao có buồn gì đâu. Con biết chú Hai mạnh mẽ. Mà chú Hai, chú muốn khóc chứ cứ khóc thiệt lớn thiệt đã đi chú Hai. Có con đây rồi nè chú Hai. Trời đất ơi, đứa không bị kêu tao khóc à. Mày chết đi rồi tao khóc chứ. Đúng rồi, chú Hai có nói với con là đàn ông nước mắt không rơi thành dòng. Trời bà có thằng này nó bị cái gì vậy trời. Chú Hai hả? Chú Hai chửi con đi chú Hai. Chú Hai chửi con thiệt nhiều vô đi. Chú Hai chửi con mầm đi chú Hai không buồn nữa. Chú Hai không thấy buồn rồi chú Hai chửi con đi. Được không mà kêu tao chửi mày. Mắc gì tao chửi mày chứ cho tao ban tội. Chú Hai. Vậy đạo đường tâm tàng về chú ơi. Nó muốn về, nó lên xe nó về chứ mắc gì phải đưa rước nó. Con biết chú ơi đang buồn. Ôi con đi kiếm thím Mai, con hỏi thím Mai. Ôi, bà gì? Tao không biết sao bà biết, hỏi bà. Hỏi gì? Không biết luôn hả? Tâm tàng ơi, tâm tàng. Tâm tàng ơi. Trời Phật ơi, thằng này thấy gì cũng xương tám quá ha. Mới gặp hôm Tết nay nhớ nữa hay gì mà. Ê cha, đẹp quá ta. Ủa ai mua rổ bông chi vậy? Đẹp không? Đẹp em. Mua làm gì? Không có mua. Chứ đâu có. Ta cho đó. Ai cho? Hồi sớm này nè, tôi đi chợ, đi ngang qua cái bà bán thịt á. Rồi bà đưa cho tôi cái vỏ bông này nè. Bà nói về kiếm miếng vải gắn thêm vô phía sau. Dễ gì? Ai biết. Chắc là giải chúc mừng năm mới hay gì. Trời đất ơi, Tết qua bao lâu rồi mà còn chúc mừng năm mới. Hen, Tết qua rồi mà. Hay chắc là chúc mừng sinh nhật không? Sinh nhật ai trong nhà này? Bà hả? Bị ta. Thì cái vỏ bông này là cái gì? Sinh nhật cũng không phải, Tết cũng không phải. Để tình nhân hả? Đâu ạ? Cà phê.
Diễm Hồng phải không? Để lẹ về nghe. Tôi thuộc mấy câu này lòng hết trơn rồi, thấy không? Nghe tim đen hay chứ gì nữa. Đớ lưỡi liền. Ở nhà coi chừng nhà nghe. Chủ quán gì mà ngồi đây mà biết xị nè. Rót ly cà phê uống thôi. Anh hai. Gì? Anh đúng là người đàn ông mạnh mẽ. Em nhìn anh gồng vậy, em phục anh ghê luôn á. Trời đất ơi, tôi mạnh mẽ từ hồi nào tới giờ chứ có gồng gì đâu. Làm gì bán quán sáng sớm mặt mày buồn hiu hả? Em buồn lây đó anh. Ai lây? Lây của anh chứ ai. Trời đất ơi, tôi có buồn đâu mà lấy cô. Em biết đàn ông á thường không có nhận đâu. Như lãng vậy. Tự nhiên ta không buồn rồi kêu ta nhận buồn là buồn cái gì? Thôi, em hỏi anh nè, anh mua chưa? Mua gì? Hả? Đang đi kiếm. Anh, em biết chỗ này nè, ta bán á, giá cũng phải chăng lắm, mà gỗ tốt nữa. Em giới thiệu cho anh nha. Thì bà Tư mới dặn đợt này mua gỗ tốt đó. Dạ. Đừng mua ba dán ép mau mục lắm. Ừ, đúng rồi anh. Thôi kệ, mình tốn tiền lần cuối đi anh. Anh, cho em cái kích thước đi, em đặt cho. Thì nếu mà dán tốt rồi cô đặt giùm tôi bề ngang 2 mét đi. Dạ. Bề cao lên 2 mét. Dạ. Nó rộng rộng á. Anh hai, tám tàng á, nó nặng khoảng nhiêu ký hả anh? Tám đúng... cũng đâu 68, 70 gì đó. Ủa tự nhiên rồi chuyện này hỏi quan tám nặng nhiêu ký chi vậy? Em hỏi một chút cho nó rõ ràng chi tiết á. Em làm cà phê nha anh. Đi làm đẻ đi. Dạ. Để giờ khô cổ họng hết trơn rồi. Lỡ nói chuyện toàn là chuyện gì đâu không? Mấy người này bữa nay sao vậy trời? Đi tới đâu cũng hỏi tám hết là sao? Gì vậy? Trời ơi, tía. Gì? Con kiếm tía nè. Kiếm tao chi? Thằng Tám nhà mình nó. Nó sao? Chết rồi. Trời đất ơi, ai nói với mày? Tao mới điện thoại nó hôm qua đây mà. Hồi sáng này nè, con đọc trên báo trên mạng á. Mạng gì con quên nó mất tiêu rồi. Nó nói thằng Tám chết rồi. Rồi mày có điện thoại nó không? Con để rồi mà không bắt máy. Trời Phật ơi. Dạ em nghe nè anh. Em á, mấy bữa nay cũng đang lo sợ như anh vậy đó. Nhưng mà anh nè, show đó em vẫn nhận bình thường. Anh cứ giữ lịch cho em nha. Dạ em biết rồi, cảm ơn anh. Chào anh. Ui là trời. Không biết ai mà đồn bất nhân thất đức như vậy không biết. Từ sáng tới bây giờ á, nhận mấy chục cuộc gọi điện thoại chi buồn. Vậy điên thiệt chứ. Trời ơi trời, chuyện này là sao hết trời. Mà sao mà điện thoại không có được là sao? Con điện cũng không được luôn nè. Giờ sao anh? Ruột gan tôi nó như đốt hết rồi nè, giờ tính sao? Ung thư dòm họng người ta cũng phải từ từ chứ, có đâu mà chết liền. Mà sao nó bị ung thư mà sao ai thiên hạ ai cũng biết. Mà tại sao ở nhà này tôi với ông cả nhà mình không ai biết là sao? Thôi bây giờ đừng có ngồi đây mà cãi nữa. Bây giờ tôi với bà đi Sài Gòn liền bây giờ. Mãi còn ở nhà coi nhà tía má đi chiến thử coi sao nha. Thằng Tám gọi ông ơi. Nghe coi. Đây nè. Tám. Trời ơi sao nghe con coi. Chết. Đây nè tôi nghe nè nè. Sao con chết mà con không nói cho má biết? Má khùng quá đi. Con sao rồi Tám? Em có sao không Tám? Có bệnh hoạn gì không? Con nè, con có bị gì đâu. Rồi sao điện thoại không bắt máy? Mấy bữa nay á, nhà báo gọi tới rồi fan hâm mộ rồi người này người kia gọi làm phiền. Con bực quá, con tắt nguồn. Tới bữa nay con mới mở lên lại nè. Hèn gì? Trời ơi trời, vậy là con không sao hết phải không?
Con không có sao hết trơn á. Thôi về về, về liền, về liền dưới này đi. Về về liền đi con. Về đi giải quyết chuyện ở dưới này. Chứ không trời ơi, tao nói cả cái xẻo lá này đồn rần lên là con bị ung thư giùm họng chết rồi. Dạ, để con về liền. Về liền nghe không? Về liền nghe. Cái thằng già đầu rồi còn để tía má lo nữa. Thôi thưa tía má làm gì à? Ủa gì vậy? Sách gì vậy? Dạ quần áo của thằng Tám, định đem qua trả mà giờ nó không sao, về mặt tiếp. Cái thằng chú hai chú hai gì mày? Chú hai khoái cái nhạc im dịu hay là nhạc sôi động sập sình? Là sao? Tại con với ba Lít tính hùng tiền đi dàn nhạc á, không biết chú thím khoái nhạc gì con kêu người ta thổi. Thôi khỏi đi, cảm ơn mày à. Đâu được chú hai, mấy ngày đó phải có nhạc cho nó đỡ buồn chú hai ơi. Như là ngày xưa á, Tấm Tàng nó cũng khoái đờn ca hát sướng đồ này kia, phải có nhạc thổi để cho nó vui. Ủa chú hai, chú với thím hai có tin nhận phúng điếu không? Con cho bà con ta hay người ta chuẩn bị. Mày câm cái họng mày lại giùm tao cái. Mai thằng Tám nó về đó, rồi hỏi nó. Mai Tám Đàn về? Khùng điên, ba trợn gì được không? Con nói chuyện với Tám Đàn hả chú hai? Trời ơi, con nói chuyện với Tám Đàn hả chú hai? Không lẽ mới đây mà nói gì à? Lẹ dữ vậy trời. Tám Đàn, Tám Đàn, mày có buồn mày kiếm người nói chuyện á, mày kiếm bà Lít nghe Tám Đàn. Đừng kiếm tao, rồi có gì mày thèm gì á, mày nhắn bà Lít, mày nói để tao, rồi tao cúng cho mày ăn nghe Tám Đàn. Gì tao làm được, tao làm nghe Tám Đàn ơi. Sao nãy gọi điện nó nói về gần tới sao lâu dữ không? Chắc cũng tới bây giờ. Tía má ơi. Kìa tới kìa. Con về rồi nè. Trời ơi trời, sao về trễ vậy con? Trời ơi, tại kẹt xe. Vậy là con không có sao thiệt hả? Con có bị gì đâu, con khỏe re hả? Chàng ơi, con trai tôi đẹp trai, khỏe mạnh vậy nè, mà ai đâu mà ác mồm ác miệng quá chừng quá đất vậy không biết à. Cả xóm này ta đồn, ta nói con á, chơi bời chát tán, giờ bị bệnh nan y á. Không những nói nan y mà còn nói nó bị tai nạn chết rồi nữa chứ. Đồ cũng nhiều bất nhân vậy. Con là diễn viên của nó sống lành mạnh đó nghe. Mà cũng chính vì chuyện này mà tía má của con về đây gấp vậy đó hả? Chứ còn gì nữa. Con về đó cho cả nhà này yên tâm, để cho má con á, bà khỏi có đón mò nữa. Đón mò gì? Nghe tin thì sợ lo muốn chết thì mò gì mò. Giờ thấy con má mới yên tâm nè. Chứ tao nói cái xóm xẻo lá này đồn rầm luôn á. Trời ơi, con biết không, có người gửi bông kìa, gửi bông là chia buồn kìa. Trời đất ơi, con nè cũng có khác gì đâu, ăn không ngon ngủ không yên luôn á, nằm chợp mắt xíu điện thoại điện tới, tiếp điện thoại ngày mấy chục bận luôn á. Con về con giải quyết mấy vụ này đi, hổm rày mấy cái tiếp thị lại đây nè, mà cái giấy tiền vàng bạc xe vàng càng tay rồi tiếp thị tùm lum tà la. Trời, tiếng quạo tiếng la cho một trận. Con biết không, một ngày hả không biết đến bao nhiêu lượt luôn á, tía bay quạo ông tức quá ông đuổi, không biết bao nhiêu bận luôn á. Anh hai chị hai ơi, anh hai chị hai đó. Ơi đó qua anh nữa chị kìa hai ơi. Đó ai anh tới chị vậy hai. Đó anh hai chị hai ơi, anh hai chị hai gì vụ gì á? Cô Hồng. Trời gì? Sao con về sớm vậy, chưa tới 3 ngày mà. Con phải về sớm chứ, để thăm bà con cô bác. Tối nay con qua con thăm cô trước, rủ cô đi chơi với con cho vui. Thôi khỏi, con khỏi rủ cô đi chơi, con chơi một mình được rồi. Con hiểu tấm lòng của con, nhưng mà thôi con đi đi con, ở đây có gì vui, đi cho nhẹ nhàng, thanh thản đi nha con. Nha con. Ủa cô nói gì cô Hồng? Anh hai chị hai, em hiểu, em hiểu. Anh chị hai là cha mẹ không bao giờ chấp nhận sự thật này, nhưng mà vợ con mình nó qua bên kia thế giới rồi,
anh chị hai có thương cũng để cho nó đi nhẹ nhàng thanh thản, đừng có níu kéo nó, đừng có giữ chân nó lại, nó không đi được, nó không siêu thoát được, tội nghiệp đó anh ha. Trời đất ơi, làm gì mà tay cô lạnh ngắt vậy nè? Mà đi đâu? Tấm tàn nó sống sờ sờ đứng đó chứ đi thế giới nào? Thì không tấm tàn. Bị sao vậy? Thôi mày còn lạnh hơn tay tao nữa. Ôi đất ơi con kìa. Không anh còn phải sống chứ, sống dài đi qua ủng hộ cà phê cho cô dài dài. Mừng quá. Ủa cô qua đây gấp có chuyện gì không hả? Dạ em qua đây em tính hỏi anh hai bây giờ mình cần hợp lợi nhất hay lợi nhì. Chết cha, giờ thì khỏi cần rồi, khỏi cần em biết rồi. À, xin lỗi, em về nha, em về nha. Mừng quá, tấm tàn, gọi em cà phê nha. Dạ. Dạ. Ôi, chưa chết. Trời đất ơi, ngó mặt xinh xinh vậy mà vô duyên dữ. Sớm này bây giờ sẽ bị lây nhiễm bởi cái khùng điên ở đâu chứ không biết. Cô Hồng ơi, cô Hồng ơi, lấy ly phê đá coi. Cô Hồng. Ờ, buôn bán quán nhắn tanh trời. Anh Tèo. Đi đâu vậy? Ở đây uống cà phê với em cho vui. Ôi, bận kiếm 3 lít đó. Em muốn cảm ơn anh Tèo đã lo hậu sự chu đáo cho em. Không có chi. Trước khi em đi, em muốn gặp anh Tèo một lần nói chuyện. Sống có đức, đầu thai sớm nha. Đi lên thành phố với em nghe. Ở dưới cũng có thành phố nữa. Thành phố Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn. Ê, bà ấm gì vậy? Thôi nè. Đây nè, tôi nè. Cô bóng bí gì vậy? Còn sống hả? Chứ không lẽ chết. Tâm Tàn. Ừ. Hả? Sáng sớm mà cái cô hồn cắt đảng gì đâu mà nó ngồi hả chần chần một đống vậy, sao mà bán buôn kiểu này chắc ế cả ngày quá đi thôi à. Ui. Ui. Gì? Sáng thấy quán ế người ta qua chỉ bánh cho làm ăn mà tự nhiên đốt phong long người ta vậy. Đốt tụi bậy vô hội phỏng tay luôn giờ nè. Ê, cách gì vậy ba lít? Mấy bữa nay á, ruột không có nghe xẻo lá mình ầm ầm lên chứ hả? Chuyện gì mà ầm ầm ở xẻo lá này mà tao không biết? Bên nhà bác Hai Lúa á, hay chưa? Nhà Hai Lúa? À, hình như tao nghe ổng chuẩn bị kinh doanh nhà trọ gì đúng không? Hôm nay tai là gì? Là chỗ cho khách du lịch nghỉ ngơi. Là thì gọi là nhà trọ. Không phải, đó là nhà mình cải tạo lại cho khách du lịch nghỉ trọ. Thì cũng là để cho khách nghỉ đúng không? Ừ. Thì gọi là nhà trọ. Hometai. Là nhà trọ. Trời ơi, cả cái xẻo lá này ai cũng gọi hometai, có mình nên cô là ngang ngược là nói không đúng. Mày mới là ngang ngược á. Mình là người Việt thì mình nói nhà trọ, mày đặt hometai, tiếng Tây, tiếng U đó. Thôi quá. Thôi, bạch, cứ gọi nhà trọ đi. Nhưng mà tao nói nghe nè, hình như tao nghe nói á, nếu mà cái mô hình mà kinh doanh cái đó là ngon lắm không, vô lắm không? Sao mà không ngon? Thế hả? Con á là con định nói á với tía con là
bắt trước mà trước khi mà nhà bác Hai chưa làm xong á, bắt đầu mình làm trước hả? Mà tía con ổng không có chịu. Trời ơi, mày nói ai chứ tía mày, tao biết quá. Ổng cổ lỗ sĩ lắm, ổng là chuyên môn cái việc ông thủ cụ bài tân, ổng không có chịu ba cái vụ tân thời đâu, ổng khoái cái cũ à. Vậy đi. Ừ. Vậy nói tía con nói là ruột nói vậy đó. Cái bắt đầu tía con á là không ghé uống cà phê ruột luôn. Mắc mối gán chịu. Thôi. Cái trời làm dữ vậy. Khỉ à. Không mà thiệt, tía con cổ hủ thiệt. Ừ. Phải chứ giống bác Hai á, mình mở mang đầu óc cái mình kinh doanh gì có tốt hơn không? Tao nói mày nghe nha, có nhiều người dở ghê á, có cái thời cơ làm mà không chịu làm. Tao nói thiệt với mày á, cái quán của cô nó hơi bị, chỗ này nó hơi hẻo lánh. Nó không có được như là thuận tiện như ở ngoài mặt tiền người ta. Nó đông đảo mọi người á, chứ không thôi là cô cũng kiếm đi cô làm. Ai cũng muốn kiếm tiền mà, đúng không? Bậy, sao làm không được? Kinh doanh là đầu óc. Sao vậy? Tao thấy cái chỗ này á, nó nhỏ quá, với lại... không được, không biết nghĩ làm cái gì được hết trơn á. Bởi lúc nào cũng vắng hết trơn á. Con có cách. Có cách hả? Ừ. Trời ơi, Bích La giỏi quá. Ê, ba Lít giỏi quá. Ê, chỉ cô coi. Khát nước quá. Nói đi, lát tao lấy nước cam ép cho uống ha. Nhớ nghe. Ừ. Đây nè. Ừ, sao? Ở miền Tây mình là nổi tiếng đờn ca tài tử. Đúng. Tại sao mình không kêu người về đây đờn ca hát sướng, rồi phục vụ ăn uống? Như vậy khách du lịch họ sẽ rất thích. Hay nha. Trời ơi, hay đó. Thí dụ quán mình ế quá, bây giờ mình phải tìm cách cho nó đông lên đúng không? Kéo khách tới. Nhưng mà cái chỗ này nó vắng như vậy, sao mà mình kéo tới được? Bây giờ là thời đại gì rồi, mình liên hệ những công ty du lịch, rồi mình móc nối với những người xe ôm, ví dụ như thằng Tèo. Như vậy mình sẽ chích một phần cho họ. Wow. Ừ, họ lôi khách về cho mình. Hay ta. Công nhận á, bữa nay mới thấy mày là quân sư giỏi nha. Quê, nghe nè. Ê, nước cam cho uống nha. Nhưng mà Út Hanh nhà tôi á, hát tài tử hay lắm á nghe. Vậy hả? Nhớ mùa chôm chôm chôm, mùa chôm chôm kỷ niệm, biết bao nhiêu nồng hâm. Chôm chôm nè anh Bảy. Ờ, ăn đi, để quét cái đó. Lấy chân rồi. Chơi mùa này sao chua dữ vậy trời. Đây, cái gì đây? Dở không chôm? Ủa, mày có thấy là tao đang quét sân không? Tao mới vừa quét xong, mày xả nữa là sao? Thì giờ để anh đi chút xíu em quét cho. Mày ăn xong quét không? Ừ. Nè, đó, ăn xong quét đi. Mệt quá à. Thì để từ chiều quét. Cho ăn chưa xong gì hết trơn à. Làm như kỹ quá, tối ngày cứ quét. Vậy tao hỏi mày nghe. Ừ. Mỗi ngày mày đừng có tắm. Mày để một tuần mày tắm một lần, chịu không? Tôi cũng tính vậy. Thế rồi giờ còn khen. Trời ơi, xin lỗi anh à. Ở giờ vậy đó chứ mình em thơm phức như hàm hương vậy đó. Ờ, mày thơm là nhờ xịt dầu thơm, chứ nguyên người mày cũng dơ hầy à. Gớm. Kệ tôi vô duyên. Mừng quá. Ê, đi đâu à? Đi đâu để hồi rồi không quét nhà. Em đi ra quán chút. Quán cô Diễm Hồng hả? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Không được nghe. Tía kêu ở nhà lo coi ta xây dựng gì kìa. Trời ơi, thì mấy cái chuyện xây dựng đó anh biết thì anh ra anh coi đi. Có em chi nữa cho nó lu bu vậy trời. Mình tao làm không thể, mày phải ở nhà phụ á. Mày đi tao mát tía. Ừ. Nhưng mà tía kêu tôi đi á. Gì? Tía kêu qua cô Diễm Hồng. Đúng rồi, biết làm sao không? Bên quán cô Diễm Hồng bây giờ có đờn ca tài tử của bển á. Tôi qua thử coi bển có làm sao. Thôi, mày đi ra ngoài rồi cái mày dính ở ngoài luôn, mày biết chừng nào mày mới về. Chứ lại mình tao lo không sẻ đâu. Ồ, không có đâu, em đi xếp vậy liền à. Thôi, mày muốn đi đâu, đợi tía dậy đi, hỏi tía đi đi. Ơ, à, tía dậy rồi kìa, tía con đi nha tía. Cái thằng mắc dịch. Vậy cũng dụ tao được nữa. Thank you.
tính tiền ơi. Ăn hết rồi hả? Ngon không? Được. Đây vị cá, rau, canh, tất cả là 440. Hả? Cái gì vậy? Mắc dữ vậy? 440 nghìn. Trời, có 2 ly nước cơm vậy thôi tính 440 ngàn. Thông cảm đi, tại vì ở đây mình ở chỗ du lịch hả, mình thể tính giá du lịch chứ. Nè, thế mình còn được nghe ca hát, cái gì cũng phải tốn tiền mà cậu hả? Du lịch đó thì cũng phải vừa vừa. Trời, chặt chém chỗ này ai mà dám ghé. Em nhớ cái quán này nha, lần sau anh không có đến nữa đâu á. Thôi trả lại luôn đi. Nè, 450 à. Thói lại 10 ngàn cho tôi. Nói bao luôn 10 ngàn. Không. Không. Có 10 ngàn không biết bao. Tôi nhớ cái quán này ha, tôi đăng lên Facebook cho mọi người biết mà tránh. Có 10 ngàn muốn bo. Đi anh. Trời ơi. Mà đừng có thách tôi á, trời mà coi ha. Mệt quá à. Chữ bò đi chơi mà bị đặt tính toán keo kiệt. Vậy thì về mua bòi mua rượu về nhà đóng cửa hả, lại ăn chơi với nhau đi. Trời ơi, quá trời đông khách luôn ha. Ừ, cũng nhờ mày á, mày chỉ cho tao đó đừng ca tài tử rồi khách đông quá trời đông luôn à. Trời ơi, bây giờ mày tới á là một lượt khách mới vừa về á nha. Chứ sớm tới xíu nữa là không có chỗ ngồi á. Mấy bữa ha, không có chỗ ngồi mà đông á, người ta phải bắt số rồi đó. Bắt số có không, cái người đó chờ lâu quá, phải đi đâu á rồi hồi quay lại là phải lấy số lại luôn đó. Trời ơi, đi ăn uống nghe đừng ca tài tử giống như đi bệnh viện gì bắt số luôn hả? Ồ, nó đông nó nổi vậy, tao nói thiệt luôn á, mày không tin á. Bữa nào mày lên thử coi. Cái gì? Chuyến này về phải thuyết phục tía kinh doanh du lịch mới được. Quá ham. Ừ, được đó, mày về mày ráng thuyết phục ổng đi à, rồi làm chung cho nó vui. Ê, không sợ nhà con cạnh tranh với ruột hả? Làm gì sợ, người ta nói hả, 100 người bán, 1000 người mua lận. Buôn có bạn, bán có phường, bán vậy mới vui. Ừ, được á, vậy á. Tiền cà phê chưa trả. Quên. Quên khôn quá. Nãy giờ khách đông quá quên. Rồi. Đây. Thiếu, chưa đủ. Nhiêu? Đây. À, đây là cộng với cái tiền phục vụ văn nghệ nãy giờ đúng không? Cũng chưa đủ. Vậy chứ nhiêu? Ừ. Nhiêu? 50. Cái gì? 50. Trời ơi. Giá du lịch mà. Tôi là quân sư của ruột luôn á mà ruột lấy 50. Quân sư chứ. Giờ qua uống coi như khách. Khách uống cũng nghe từng ca tài tử thì cũng phải trả theo giá du lịch chứ. Quá đáng lắm luôn á, đối xử với quý nhân mà vậy luôn á hả? Ai cũng vậy, ai cũng nghe, ai cũng uống vậy mà. Nè ha, lấy tiền này đi. Rồi ha, cho mập vô, rồi lúc có cái gì á, không có ai nhìn đâu. Mới mốt tôi kinh doanh du lịch được, tôi lấy gấp 3 luôn. Quá đáng lắm luôn á. Trời đất ơi, từ 10 ngàn lên có 50 ngàn ly mà nó làm thì ớn không? Làm gì dữ lắm vậy? Quá đáng à. Trời đất ơi, dạo này khách khứa đông quá trời luôn à. Một mình chạy tới chạy lui không thế nào mà làm xuể nổi hết trơn á. Mấy đứa cháu à, mà đứa à, lúc mày đi học đi làm không có đứa nào phụ mình. Tuyển nhân viên thì mấy ngày trời cũng không thấy người nào tới đây xin việc hết trơn á. Sao mà khổ ơi là khổ vậy, Diễm Hồng gì không biết nữa. Cô Hồng. Ủa, chính thật sự đi đâu đây, uống cà phê hả? Dạ không. Chứ đi đâu? Tên gì? Cần tuyển nhân viên phục vụ quán. Thôi, ở đây không có đủ tiền để trả cho nhân viên kiểu như chính thời sự đâu, không được. Cô Hồng yên tâm, tiền bạc đối với con không có quan trọng. Quan trọng là con được nhiều chuyện với khách của cô Hồng á. Là sao? Cô Hồng biết không, thời buổi bây giờ á, mỗi người cầm một cái điện thoại bấm 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 bấm. Không ai nhiều chuyện với con hết. Cho nên á, cái danh tiếng chính thời sự á, bị hao mòn rồi.
cho nên con phải qua đây tìm khách của cô Học để nhiều chuyện. Trời đất ơi, nó qua đây á, nó dành khách nó nhiều chuyện, sao mà mình nhiều chuyện được? Không có được, làm sao có qua được cô Hồng được chứ. Có đem hồ sơ không? Dạ có, đây đây, hồ sơ của con đây. Chuẩn bị kỹ vậy hả? Dạ. Cẩn thận dữ hả? Dạ. Ôi trời ơi, hồ sơ. Mới tốt nghiệp cấp 3 à? Dạ đúng rồi. Vậy à, biết à, tiếng Anh không? Dạ biết. Nói thử coi. Dạ. Yes, no, okay. See you again, bye bye. I love you, gồm đều biết hết trơn á. Đâu cần tới chính nữa. Ở đây á, khách nước ngoài rất là đông. Mà bây giờ nếu mà chính thời sự không có biết tiếng Anh thì làm sao mà nói chuyện với người ta được ha? Như vậy là cái danh tiếng của chính thời sự nó sẽ bị lu mờ đi, nó mai một đi, uổng. Tóm lại là không được nhận. Thôi, nè bây giờ cầm đi, quay ngược lại, đi thẳng ra cổng. Thẳng ra cổng, quẹo phải. Dạ. Đi thẳng một nước, về nhà. Vậy là không được nhiều chuyện. Chừng nào giỏi thì quay lại đây ha. Goodbye. See you again. Nghĩ sao vậy chính thời sự ha? Ở đây á, Diễm Hồng là trùm nhiều chuyện rồi, mà chính thời sự tính đến đây để dìm hàng Diễm Hồng hả? Đâu có được. Tưởng kiếm nhân viên dễ lắm mà sao khó khăn quá ta. Được này mất kia. Ê, cậu kia. Dạ. Cậu kiếm ai vậy? Dạ, con kiếm chủ quán á cô. Tôi nè. Dạ. Đứng dần dần nhỏ bé vậy mà không thấy. Cô là chủ quán hả? Ồ, vậy mà nãy giờ ông nói sớm, làm con tìm quá trời quá đất luôn. Đến có chuyện gì không? À, dạ, con đến xin việc á. Kiếm xin việc hả? Dạ. Sao không thấy cầm gì giấy tờ hồ sơ vậy nhờ? Dạ, cô thông cảm, tại vì trước khi đi thì có, nhưng mà trên đường đi á, thì gặp một số chuyện nên không có. Nhưng mà con hứa với cô á, con sẽ bổ sung ngay nha cô. Làm cái gì mà có bộ hồ sơ mà cũng không giữ nên thân gì, làm ăn được cái gì? Sao mất? Dạ, chuyện là như này. Sáng sớm con dậy lúc 5 giờ. Con coi đồng hồ, sao thấy con sớm quá. Con nghĩ mình ngủ tiếp. Rồi đến 7 giờ con dậy, con đánh răng, rửa mặt. Rồi... Ôi mệt quá à. Cho qua cái đoạn này đi. Nói vô trọng tâm cái hồ sơ, từng cái gì mà đánh răng rửa mặt trong đó nữa. Con ghi nhẫn một chút, cái gì cũng có nguyên nhân của nó chứ. Vậy chứ sao, nói đi. Rồi con lấy bộ sơ ra, con kiểm tra coi có đầy đủ hay chưa. Cẩn thận gì được. Dạ, cảm ơn cô. Rồi con lên xe, con đen đi nửa chừng thì... Thì sao? Thì... trời nó mưa. Có nghĩa là mưa ướt hết bộ hồ sơ đúng không? Dạ, đúng rồi. Có vậy không mà cũng làm tao mệt à. Thôi vô đi ngồi nói chuyện nữa nè. Dạ, cảm ơn cô. Ngồi đi. Dạ. Dạ, tại cô biết sao không? Con người của con á, làm cái gì cũng phải có trước có sau, có đùi có đau, có đầu có đuôi. Rồi nên con nói chuyện á, cũng phải có đầu có đuôi, như vậy người ta mới hiểu được. Rồi chừng nào mày bổ sung hồ sơ cho tao? Dạ, sau buổi phỏng vấn hôm nay thì con về, con viết, con nộp cô ngay. Ừ, vậy cũng được. Dạ. Nhưng mà, tao nói nghe nè, tao nói trước ha, bây giờ tháng đầu tiên á, tao nhận mày, tao sẽ trả cho mày 5 triệu một tháng, ăn tự túc. Chừng nào mà mày làm giỏi á thì cô bao ăn. Dạ. Được không? Dạ. Ê, quan trọng là mày biết tiếng Anh không? Dạ biết. Con nói được tiếng Anh. Vậy hả? Con biết được tiếng Trung. Trời ơi, giỏi vậy. Con nghe được tiếng Hàn. Nhưng mà ngược lại thì con không nghe được tiếng Anh. Trời đất ơi. Không nói được tiếng Trung. Không biết được tiếng Hàn. Trời đất ơi, mày làm gì mà rối quá vậy hả? Tại sao mày không học nghe nói viết gì hầm bà lằng vô một cái ngoại ngữ thôi, tự nhiên mày làm tùm lum mọi thứ một chút vậy? Ba mứa quá vậy. Dạ, hoàn cảnh cô ơi, để con kể cho nghe. Thôi, mày đừng kể nữa. Mày mà kể nữa chắc là tao thấy tới Tết công cô luôn quá ha. Nè. Dạ. Cô nói cho nghe, tại con nơi khác tới con không biết. Dạ. Cô ở đây Diễm Hồng cái quán này nè,
rất là phúc hậu. Tho luôn. Lạ ha. Lạ đâu cô? Mỹ Tho đó. Dạ. Được ha. Dạ. Đó giờ có làm đâu chưa mà sao giờ này còn đi xin việc làm, có kinh nghiệm gì không? Dạ có chứ cô, con làm nhiều chỗ lắm á. Nhưng mà sao lại nghỉ thì xin chỗ khác? Dạ tại chủ thấy ghét nên con nghỉ chứ. Chủ sao ghét? Thì mới đầu cũng hứa hẹn rồi làm một thời gian xong nói quên, cô thấy ghét nên con nghỉ. Trời, nãy giờ mình hứa nó cũng nhiều lắm, không biết kiểu này nó có nghỉ không ta. Mà giờ cô đẹp vậy chắc cô giữ lời hứa mà đúng không? Kiểu vậy chủ thấy ghét thiệt ha. Được. Nhưng bây giờ làm liền giờ được không? Dạ được, ok luôn cô. Vậy nha. Dạ. Tới giờ rồi, cô Bảnh nghe nhạc thôi. Anh Bảy ơi, tới phiên anh coi nhạc kìa. Ủa, đi đâu vậy trời? Anh Bảy, tới phiên ra coi nhạc kìa trời. Đi đâu à, không biết nữa. Alo. Anh Bảy, tới giờ anh coi nhạc rồi kìa. Trời ơi, tao đang bên quán cô Diễm Hồng coi đường ca tài tử, đang hay, đang khúc mùi mẫn cao trào lắm. Trời đất ơi, nhưng mà hồi nãy là giao kèo là mỗi người coi một buổi mà, về lẹ đi. Gì? Bữa mày bỏ tao ở nhà, tao canh mình. Thì bây giờ mày ở nhà canh mình đi, căm bù hồi vụ bữa. Vậy đi nha, không nói nhiều, đang hay. Anh Bảy! Thiệt tình luôn á. Ngồi tôi về, tôi mét tía nè. Sáng giờ mình là chủ là mình quay chóng mặt luôn á, mà cái thằng nhân viên của mình tới giờ này cũng chưa tới nữa. Alo. Dạ alo, con nghe cô. Mày đáng đâu mà giờ này chưa tới nữa? Dạ con lại gặp chuyện động trời cô à. Để con kể cô nghe cho nha. Thôi mày đừng có kể nữa. Tao cho mày 5 phút nữa. Nếu mày không tới, mày biến luôn đi. Mày đừng có tới nữa nha chưa. Cái bà này. Nghỉ thì nghỉ. Mệt quá. Trời ơi, bà không. Cái gì vậy? Trời ơi, cà phê gì bữa nay mà làm đắng ngát vậy bà nội? Cà phê phải đắng chứ, bữa chè sao phải ngọt. Nhưng mà đắng vừa vừa tao uống được. Đắng cái gì đâu mà uống không được luôn à. Đi xin mấy đường coi. Hết đường rồi. Vừa rồi có người tố cáo quán chị là bán cho khách du lịch chặt chém đó. Vậy tôi mời chị lên xã. Trời ơi, chị có lộn quán nào không? Chứ đó giờ tôi bán buôn lúc nào cũng đúng giá mà. Làm gì có đúng giá gì? Đúng giá du lịch. Phải gì không? Cô đơn quá à. Trời ơi, sống thấy em chú ai yêu ơi, không? Anh đang quay về tôi thấy... năm sau hả? Bà Linh, vô đi uống cà phê. Bà Linh, vô đây, vô uống cà phê nha, uống cà phê. Chưa bắt số mà. Số má gì, uống đi. Ly 50.000 uống đứt lưỡi chết. Không, có 10.000 à, có 10.000 ly à. Ủa, chơi không lấy giá du lịch nữa hả? Không có, tao mới bị phạt rồi, bán giá bình thường mà. Bởi vậy cho chừa, sẵn cảnh tỉnh luôn những người mà có ý định chặt chém người ta. Khách du lịch cũng là người ta đi làm cực khổ mới kiếm tiền được. Hở cái nghe cái hơi du lịch là chặt à, làm gì ai dám ghé. Biết rồi, nó hoài à, bán bình thường rồi. Nè, làm du lịch lấy chất lượng hàng đầu, sự hài lòng để giữ chân du khách. Yếu tố con người là quan trọng nhất. Sao mày nói giống tía mày quá vậy? Tía mới nói xong qua nói gì ruột luôn á. Nhìn mày giống ông cụ non quá trời đất à. Trời, tía tôi nói tôi phải nghe chứ. Biết rồi, thôi giờ uống cà phê nha. Coi như tôi không uống cà phê. 3 lít này là không phải uống chùa đâu. Miễn sao giá mà nó giống như ngày thường là được rồi. Ok, rồi uống gì? Uống với kỹ. Có liền. Ê, có gì? Phải chỗ này không vậy? Phải không? Phải, chỗ này chứ đâu. Người ta nói tôi chỗ này nè. Sao tôi thấy rợn rợn người, lạnh lạnh sao á?
thì đúng rồi, ba cái chỗ tâm linh thì nó vậy rồi. Sao tôi thấy không có ai vậy? Bà gọi đi. Thôi bà gọi đi. Gì kỳ á, bà dẫn tôi tới thì bà phải gọi trước đi. Dạ có ai ở nhà không? Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Dạ. Đi xem bói phải không? Dạ. Dạ. Đi vô đây. Ê. Ê ê ê ê ê. Cái gì? Phải ông thầy bói mà. Cô Xuân nói ông vợ. Ổng chứ ai. Vì thầy rất bận nên các cô mỗi người có 15 phút để hỏi thầy. Dạ. Con chào thầy. Mới sáng sớm à mà hai nữ tới gặp ta, chắc là có chuyện gì xui xẻo lắm đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Giờ bắt đầu từ nữ áo trắng đi. Con á. Đúng rồi, con nói cho thầy biết con tên gì, nhà ở đâu, năm nay con bao nhiêu tuổi, thầy giúp cho. Dạ con tên Hai Nhái, năm nay con 27 tuổi, nhà con ở... Thôi thôi, dạ. 27 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. 27, 27. Chết rồi con ơi. Con chết đó thầy. Không, con có chết. Mà nhìn vô mắt con á, thầy thấy có một luồng âm khí nó kỳ lạ lắm. Nó kinh khủng, nó lạ lùng lắm. Thiệt á thầy. Chắc là dạo gần đây á. Dạ. Con sống khổ sở lắm đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Chỉ cần nhìn vào mắt con á, ta thấy rất có nhiều điều nữa phải chịu đựng. Đáng thương quá con. Dạ đúng rồi thầy ơi. Con, số con sao mà khổ quá trời khổ ấy thầy. Dạ gần đây ơi, con gặp toàn cái chuyện gì đâu không à. Không có làm gì ra trời trống hết á. Hồi tháng trước con bán hàng online cho người ta, xong người ta lừa hết tiền của con luôn, con không còn đồng bạc nó hết trơn á thầy. Rồi xoa kem lên người á thì bị nổi mẩn, rồi đụng cái gì thì bể cái đó, đụng cái gì thì hư cái đó. Trời ơi số con sao mà khổ quá khổ chừng thầy ơi. Thầy thương con thầy ơi. Đã tới rồi rồi, thầy sẽ giúp con ha. Dạ, con an tâm đi thầy. Rồi an tâm. Dạ, dạ. Nữ áo vàng này nè. Dạ. Trong thời gian này á, con gặp rất nhiều điều xui xẻo đúng không? Dạ, dạ đúng rồi thầy. Chuyện tình cảm của mọi người á thì suôn sẻ, còn con á thì cứ lận đận hoài. Ta biết chứ, nhìn con á, ta thấy có một cái dòng nữ đang theo con đó nha. Là chết cách đây cũng gần 100 năm rồi đó. Mà cô này chết lúc cô chỉ mới 18 tuổi thôi. Đó, cô bị chồng đánh đập ruồng bỏ, uất ức quá, đâm ra cô chết. Nên cô chết quá. Mà cô thấy ai xinh đẹp á, là cô theo cô phá. Cô không muốn người ta hạnh phúc. Dạ giờ làm sao thầy? Được rồi, thấy hai con cũng tội nghiệp. Dạ. Để thầy giúp cho. Dạ dạ con đổi ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Nhưng trước tiên là phải cúng nha. Cúng thầy? Dạ. Dạ được, thầy nói đi. Thì chỉ tụi con chứ mấy cái này tụi con không có rành. Thủ tục thì thầy sẽ cúng cho. Nhưng mà nói mua đồ cúng á là thầy tính là cũng phải rất nhiều con à. Dạ. Nhiều lắm, thôi bỏ đi. Ừ, dạ, không, không sao, không sao. Bao nhiêu cũng được hết trơn á, bao nhiêu tụi con cũng ráng xây sở mà đem tới cho thầy hết á. Dạ. Miễn là thầy giải hạn cho tụi con là được rồi thầy. Dạ đúng rồi thầy, bao nhiêu tụi con cũng được hết thầy. Mua đồ cúng á, thầy giảm nhẩm ít nhất là cũng phải 3 triệu mà chưa cộng vô đồ cúng đó nha. Cái gì? 3 triệu? 3 triệu mà chưa bao gồm đồ cúng. Trời ơi, thầy ơi, còn cách nào khác không thầy? Mình cúng thường được không thầy? Không được con ơi. Cúng này là rẻ lắm rồi. Cúng thường sao đuổi vong này đi được. Thôi,
thầy giúp tụi con cái tâm. Mà hai con nói vậy thôi đi về ha, thôi, kiếm ai dạ, kiếm dạ, 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 không phải. Thầy, không, tụi con nói vậy thôi chứ cúng mà, thầy nói đi thầy. Dạ. Rồi, cúng cái gì á, trợ lý thầy nói. Ê, ê, sao nãy giờ ghé nhà mày chơi tao không thấy Quang đâu chân vậy? Ui, đừng nói thánh cô đó mày ơi. Mấy bữa trước, thánh cô ở nhà này nè, với thánh cô nhái á, hai thánh cô mới đi coi bói. Nói sao xui vậy đó. Cái bây giờ sáng sớm hai thánh cô ra đi chợ mua đồ về cúng, mà sao đi tới giờ này chưa về đó. Coi bói hả? Hả? Ui, bà thứ mê tín dị đoan đó, bói ra ma quét nhà gà gác. Tao nói mày thế nào cũng bị gạt cho coi. Ui, 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 cô về. Gì? Ôi, nhỏ mày. Nhái, để em phụ cho. Từ từ thôi nha, nó bể đó. Này nha anh ba, đồ cúng á nha, nhẹ nhẹ tay giùm. Đi cái rồi. Ê, 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 cái gì vậy? Ê, nhẹ nhẹ thôi. Ê, ê, mà trong này là cái gì vậy? Đồ cúng. Hả? Cúng. Cúng gì? Cúng đường ta. Làm sao? Em đi coi bói, thầy bói nói á, có dông đi theo. Cúng cho nó bớt xui, xui quá anh ơi. Cái gì trời? Nghe tin là thầy bói nữa, tin ai không tin, bây giờ đi mua đồ về để cúng nữa, trừ trà đó hả? Thôi im đi. Mấy ông tin thì thôi. Mấy người đừng có bán bổ thần thánh nghe chưa? Coi chừng là nghiệp tụ và mỏ. Trời đất ơi. Ừ. Người ta nói á, có thờ có thiên, có kiên có lành. Hai anh coi chừng đó. Vô duyên, tự nhiên chửi người ta. Thì hái tôi sợ hai bà bị gạt thôi. Im đi. Gạt cái gì mà gạt? Mấy ông tin nhưng mà tụi tôi tin. Ờ, tin thì tin đi. Chỉ cần là mình thật tâm cúng kiến thì thần thánh sẽ soi đường dẫn lối cho mình. À, bà nói đúng á. Là thịt này kia thay đổi bằng hiện kim mà. Con đưa cho thầy rồi. Thì cúng nhiều đám quá thầy quên. Đúng rồi, cúng hiện kim đi. Là thích cái gì là thèm gì tự tới mua tới ăn. Dạ. Nhưng mà còn thiếu á. Dạ. Con đi múc cho thầy một chén nước. Đi lấy dạ. Thầy một nhánh bông đi. Vô thầy làm phép. À, thì trừ cho. Đi con. Vô lấy, vô lấy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đặt xuống dạ, đó con. Rồi, hai con thành tâm nha. Thầy. Rồi, xong rồi. Đó, thầy đã nhốt lại rồi. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà thầy nói nè. Cái này á, thầy chỉ giữ được trong vòng 7 ngày thôi. Nó có thể nó quay trở lại đó nha con. Ủa, sao thầy không trục đi luôn đi, nhiên 7 ngày quay lại chi thầy? Không, cái này là nó mạnh lắm. Thầy chỉ làm tạm giữ nó trong vòng 7 ngày thôi. Phải làm tạm thôi để thầy coi nó làm sao nữa đó. Nếu ấy thì thầy sẽ qua thầy chỉ thêm. Có cách nào không thầy? Có cho con. Nhưng mà nếu mà tụi con muốn gấp á thì thầy sẽ có này nè. Thầy dữ dằn lắm, thầy luyện ha. Tốn không biết bao nhiêu năng lực của thầy. Thôi giờ thầy này, thầy cho hai con. Dạ à. Nhưng mà cái này cũng kỳ lắm nha. Tốn công lắm mà. Phải có cái gì đó để cho thầy làm mã phí cho những người ở trên. À, hiểu không? Phải có mã phí hả thầy? À. À. Con ơi. Cái gì vậy? Con gửi thầy. Thôi thầy, thầy nhận cho tụi con vui. Trời. Đây tụi con ép thầy á nha. Thấy hai đứa vậy thầy muốn giúp thôi. Dạ. Dạ. Nha. Dạ. Thôi á. Tụi con an tâm đi, không có gì nữa đâu. Tụi có cái gì đó nữa là qua thầy nha. Dạ. Rồi, dạ. Bây giờ thầy về ha. Dạ, dạ thầy về. Rồi. Tôi ra mở cửa cho thầy nha, mà đứng đây nha. Này là những lá bùa linh thiêng mình dán cho nhà mình không có xui, hiểu không? Hết thuốc chữa với mày luôn rồi đó. Ông nói mình hết thuốc chữa mà rốt cuộc ông mới là người không có thuốc chữa. Ngồi chờ em xíu nha. Thánh thần thiên địa ơi. Gì vậy? Sao tự nhiên em dán ba đồ yêu lên tường chi vậy? Dạ nó biết ra. Dạ nó biết. Chi vậy? Bậy bạ. Mấy cái này linh thiêng lắm. Anh biết này là cái gì không?
bùa hộ mệnh của tôi đó. Nhờ có mấy cái này mà tôi kiếm thiệt là nhiều tiền. Ê, anh Tèo. Gì? Dạo này tôi nghe nói anh chị ế lắm đúng không? Cũng hề ế. Chưa biết liền, chờ tôi xíu. Giá bằng cơm luôn hả? Chết rồi. Anh bị miễn nhiễm với bùa. Tôi biết rồi. Lấy tụi mấy cái đó đi. Lẹ lên. Không. Lẹ đây. Cho miếng cơm nữa. Về khỏi lấy cơm. Đó. Về dán đầy nhà giống tôi vậy là bảo đảm tiền nhiều. Trời đất ơi. Thiệt tình. Trời ơi. Cái chuyện này đi quá xá rồi. Quá xá rồi. Phải ra tay thôi. Phải ra tay thôi. Tao tán vô mặt mày giờ. Tán vô mặt mày giờ. Mày làm gì cứ theo tao hoài vậy? Vậy chứ tao biết làm gì giờ. Hai đứa nó hổng gà tốn mấy triệu bạc rồi đó. Cái gì? Trời đất ơi. Tao thấy tụi nó mua ít gì mà mấy triệu luôn rồi hả? Trời ơi. Cái vụ này chú chính chú quyết chắc chú quýnh con hân mềm xương luôn quá. Ơi, giờ phải nghĩ cách thôi. Nghĩ đi. Ê, ê. Gì? Có chưa? Chưa. Trời ơi. Sao chuyện nhà người ta mà tao rối quá vậy trời. Mày sớm này nhà nào mày không rối à, sao kỳ vậy ta. Ui. Gì? Mới gặp mày còn bình thường mà sao tự nhiên giờ cái. Ê, có khi nào. Có khi nào lần sau? Nói đại đi trời. Bị cái cô đó quay lại phá thằng Ba Lít không? Cô nào? Thì cái cô mà phá em với hai nhái đó. Trời ơi. Giờ sao? Ai biết làm sao giờ? À, để em gọi thầy A Kim. Qua đây. Ngọc. Alo. Trời ơi, thầy qua nhà con nhanh đi thầy ơi. Nhà con có chuyện rồi thầy ơi. Dạ. Ê khoan, gọi cho hai nhái đi. Nó có liên quan á. Trời ơi. Ngoan nha. Ủa nghe máy đi trời. Alo. Bà nhái hả bà nhái? Mày về trước đi. Dạ. Dạ con chào thầy. Thầy ơi, thầy cứu anh trai con đi thầy. Năm này á hả? Dạ. Thầy kêu kìa. Đó thầy, bị gì kìa thầy? An tâm, để thầy coi. Không mà thầy ngồi. Ba Lít ơi, mày đừng có sao kìa Ba Lít. Trời ơi, mày làm tao sợ quá Ba Lít ơi. Dạ, thầy ngồi đi thầy. Thầy ngồi xuống đi. Ba, anh đừng làm em sợ nha anh ba. An tâm. Không xong mà con ơi. Có chuyện gì nghiêm trọng là tí con về đánh con chết luôn thầy. Cái cậu nam này á, bị một ma nữ á, nó đang theo nó ám đó. Trời ơi, giông nữ à. Có phải là cái vong hồn của một người phụ nữ chết vì tình đúng không thầy? Đúng rồi, thì đó, thầy đã nói con rồi. Dán bùa là phải dán khắp cái nhà này. Mà hai con cứ tiếc một chút bạc lại không chịu mua. À, thì ma nữ này ta đâu chịu đi đâu, giờ nhập vô cậu nam này rồi đó. Dạ, thì tại lúc đó tụi con suy nghĩ nông cạn nên mới vậy. Thầy ơi, hổng ấy bây giờ thầy cho tụi con mua lại bùa nha. Bao nhiêu tụi con cũng mua hết trơn á. Đúng rồi đó thầy. Cái bùa này giờ nó hết linh nghiệm rồi. Vậy giờ mình có cách nào khác không thầy? Đúng rồi thầy, thầy nghĩ cách giúp bạn con đi thầy. Thôi, thấy hai tụi con cũng đàng hoàng. Dạ. Thương anh thương em, để thầy giúp cho. Giờ mình làm gì thầy? Bây giờ mình phải cúng con à. Cúng nữa hả? Đúng rồi. Thầy ơi, vậy lễ vật là gì vậy thầy? Cái lễ vật á, thì bây giờ trước tiên nè. Hai con phải đi mua cho thầy cái đầu heo, trái cây nè. Dạ. Nhang đèn. Rồi
mấy cái hiện kim rồi về đây rồi thầy làm phép thầy cúng cho thầy đủ đi ha. Dạ trời ơi, phải mua hết những thứ đó hay sao thầy? Thì đúng rồi, con hỏi gì kỳ vậy? Con có muốn cứu anh của con không? Con không có ý đó, tại giờ con không có tiền nhiều. Điên hả? Bây giờ mà còn tiền bạc gì nữa? Bây giờ là lo trong cái lít kia kìa. Tiền bạc để tôi cho ba mượn, nghe không? Bây giờ là 9 giờ. Từ 9 giờ tới 11 giờ á, giờ đó là giờ lành. Để qua giờ đó rồi á là nó không còn linh gì nữa. Nên tụi con phải đi sắm lễ vật liền để thầy cúng. Chứ qua cái giờ linh này á là thua luôn, là không cứu được cậu Nam rồi đó. Dạ, để con chạy ra ngoài chợ con đi mua. Thôi. Hai bà quay trở lại đứng yên đó đi. Không có đi đâu hết trơn á. Bị điên hả? Bộ muốn ba lít chết hả? Ờ. Chết con khỉ á. Ba lít, mày đừng có diễn nữa. Mày nói cho hai bà biết đi. Ờ, khỏi đi. Tao không bị gì trơn á. Ủa? Là sao? Là ao không bị gì hơn á. Ông bệnh mình nói cái gì vậy? Ờ. Tao đâu bị gì đâu. Ông bị gì? Mùa chua không chết vậy? Mọi người làm gì tôi không hiểu gì hết vậy? Thôi đi. Để đó cho tôi nó hiểu. Tức là thằng Ba Lít nó không có bị gì hết. Tôi với thằng Ba Lít á bày ra cái trò này để thử ông thầy bói nó đó. Chứ có bệnh hoạn gì đâu. Cho chị mấy cái lá bùa về làm ăn á. Thì sao công việc chị ổn chưa? Thôi ông đi nha. Bữa hổm tôi đã nghe được câu chuyện giữa ông với trợ lý của ông. Từ cái bữa mà hôm tôi vô nhà ông mà tôi ra ngoài là tôi nghe rồi. Quên hỏi thầy coi mình phát tài rồi mà có phát tình không vậy ta? Bà này dễ dụ thiệt. Nói mấy câu quẹt quẹt mấy cái, đụng tới vấn đề tài lộc thì kiếm được mớ tiền. Dạ đúng vậy. Con mẹ xưng này đúng là dễ dụ. Nói mấy câu đã sợ xanh mặt. Nè, ngươi phải còn học hỏi ta nhiều quá nha. Bà công nhận thầy hay thiệt. Lấy đâu ra thầy môi thông tin hai đứa bị thất tình, đứa bị xui vậy? Có gì mà khó con. Hỏi cứ dằn dằn mấy câu là tự nó khai ra thôi. Ba, mày nè, hả? Dựng chuyện lên để hại danh dự của tao hả? Hả? Tôi không có hiền đâu nha. Chào, muốn cái gì? Chào, muốn gì? Tôi đâu có tiền đâu. Cái gì? Hả? Ông không có tiền hả? Được rồi, tôi sẽ kêu cả xóm xẻo lá này một người cầm cây nhíp thôi ra đè ông xuống, nhổ tóc thôi, không còn một cọng luôn. Ông tin không? Có gì đâu mà đúng là suối quẩy mà. Xui gì mà xui hả? Lấy lại tiền á là may lắm rồi đó. Ờ đúng rồi, mời mốt hai bà cảm ơn hết có a kim a chỉ gì đi nghe. Tôi biết lỗi rồi, đừng nói nữa. Từ giờ cho đi á, tôi không tin vào mấy cái thuật bói toán nữa đâu. Cũng may á, nhờ Ba Lít với thằng Tèo á, nó bày ra cái kế này mới dẹp mặt được cái thằng thầy bói dởm đó. Lần này nha, cô sẽ làm đơn cô đưa lên chính quyền á cho nó ở tù bột xương luôn. Dạ đúng rồi đó. Cảm ơn hai anh nha. Nhờ có hai anh á mà em lại hai nhái mới sáng mắt ra. Không có may mắn gì đâu có chứ. Mình cứ sống tốt đi, đừng có lừa gạt ai hết á, thì may mắn sẽ đến với mình. Còn cầu trời khẩn Phật ở đâu ra hả hai đứa? Thôi tụi tôi cũng biết lỗi rồi, đừng có trách tụi tôi nữa. Chết hoài. Cô Xuân à, cho con gửi lại tiền của Xuân nè. Cô cũng vậy á, từ đây á cô cũng chăm chỉ làm ăn. Cô thấy người ta nói cũng đúng á, là bói ra ma quét nhà ra rác đó. Nhưng mà mình lấy lại được tiền này cũng coi như là xả xui rồi, đúng không? Ờ đúng rồi đó. Mày à, hên lắm nha. Tía mày về mà thấy cái này hả, khỏi ở nhà luôn á. Đúng rồi đó. Em biết rồi mà. Gì mày thập thò như ăn trộm vậy tám tàn. Má. Gì? Má không biết làm sao mà cái điện thoại của con tự nhiên cái nó tắt nguồn, tắt queo luôn rồi nè. Ngay đơ rồi con mở ra không có được. Chắc bị hư rồi đó má. Má. Má cho tiền con đi sửa cái điện thoại nha. Tiền đâu mà cứ xin hoài. Mà điện thoại không biết xài kiểu gì mà tao nói nó xài mà hư sửa hoài không biết nữa à. Má, nó nhỏ nhỏ thôi, tía mà nghe được tía chửi con chết luôn á. Như là không có tiền mà xin ổng kìa. Nó nhỏ thôi má. Tối ngày cứ cắm cái đầu vô trong điện thoại không,
không có mừng ăn gì được hết trơn á trời. Bỏ cái gì thiệt luôn á, xin tiền mua điện thoại mới thì không cho, mà điện thoại hư rồi xin tiền để sửa cũng chửi nữa, riết còn biết sống sao cho vừa lòng với cái nhà này luôn á trời. Má gì? Con có ý này hay nè má. Tao không có tiền nha, không ý gì hết nha. Con thấy á, thời buổi bây giờ á, ai tao cũng xài điện thoại hết á, ít nhất là người cũng một hai cái vậy đó. Rồi cái lâu lâu cái nó hư một chút, cái người ta đem đi sửa. Nói hay quá. Vậy mày tự sửa điện thoại mày đi. Không phải, ý của con là gì nè, con tính xin tiền tía má cho con đi học sửa điện thoại đi. Cái lúc đó ha, nhà mình á, ai mà điện thoại hư á, đem lại con sửa, không tốn tiền, miễn phí luôn. Với lại má biết không, một ngày mà con sửa chừng 10-15 khách thôi đó nha, là con dư sức, con lo cho gia đình mình luôn. Ôi xưa, khỏi cần, tao không cần mày lo gì gia đình mày, miễn là mày không xin tiền tao là được rồi. Mà mày giỏi mày nói với ổng á, mày đừng nói với tao. Tao mà giờ tao đi nói với ổng, chửi luôn tao bây giờ. Mệt máu rồi, tối ngày có gì má cũng kêu tía 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 hết. Thôi tự nói đi, mệt quá. Mệt gì đâu, gặp mặt là xin tiền, gặp mặt xin tiền. Điện thoại hư còn sao giờ trời. Sao vậy anh Bảy? Điện thoại hư hả? Thì khỏi xài. Ghê chiêu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Chào cửa vườn xưa đã khoa kính từ hôm nào. Tôi dắt đôi chiêu bông từ dưới ghe lên sông rẫy, chiếc áo nhuộm bùn lâm tấm giọt mồ hôi. Chết cha, sao cúp nước rồi? Cúp điện hả ta? Bảy cò! Tấm đàn! Bảy cò tấm đàn ơi! Hai này nó điếc rồi sao? Tiếc. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi! Hai đứa ở đây mà ở ngoài đó đó, tao kêu muốn rát cổ họng, không đứa nào ừ hử gì hết là sao vậy? Tía kêu mày kìa. Kêu anh thì có. Kêu mày thì có. Kêu anh thì có. Kêu mày á. Kêu anh. Tao kêu hai đứa hết á. Tao tối ngày á, cứ úp cái mặt vô cái điện thoại không à, không có lo làm ăn gì hết á. Dạ. Kêu tụi con có gì không? Tao đang tưới nước, tự nhiên nó mất nước. Kêu hai đứa ra phụ tía coi coi lý do gì nó mất nước, sửa tiếp tía. Mà không đứa nào lên tiếng hết là sao? Kìa, tía kêu nên ra sửa ống nước kìa, sửa phụ tía đi. Ủa sao mày không phụ? Tôi có biết gì đâu sửa. Nói đứa này cái sanh ảnh đứa kia, nói đứa kia sanh ảnh đứa nọ. Con người ta từng tuổi này rồi, làm cái gì đó để báo hiếu cha mẹ, công cha mẹ nuôi mình tới lớn, không có làm cái gì hết. Nói thì 10 cái 10 cái. Thiệt, hết biết tụi bay. Anh hai, có nhà không anh hai? Có gì không chứ chị? Quẩn hôm đi qua nhà ba gà quýnh em dán cờ coi. Con nó mới đi Sài Gòn về, mua cái bộ cờ gì bằng đá đẹp lắm. Vậy đó hả? Rồi chờ tao chút nha. Ê cò. Dạ. Ra coi ống nước, nếu có hư á, kêu thợ tao lại sửa. Dạ. Tao đi công chuyện chút à. Đi chơi, mình nói đi công chuyện. Chú Chính, chào chú Chính. Ừ, đi ruộng mới về hả con? Dạ, đi sáng giờ, giờ về. Anh hai có tụi bay á, đỡ biết bao nhiêu nói. Thì giờ tí con lớn tuổi rồi, giờ tụi con phải phụ tí con chứ chú Chính. Lớn rồi, phụ cho cha mẹ vậy á, điều đó là tốt lắm. Ôi, mà thấy bay rồi á, nhớ lời ba lít nhà tao, thì tao nản hết sức luôn. Sao chán chú? Chú nói làm sao chứ, nghe nói là ba lít là chịu học nghề lắm luôn á. Ôi, nó nói cái miệng đó thôi. Chứ nó mà học với hành cái gì, ba cái chữ nó học cũng không xong. Còn học nghề hả, nó học được 5-3 bữa thì cũng bỏ thôi. Ôi, nó mà làm được cái gì, tao rầu hết sức luôn. Rồi
tía làm vậy luôn rồi đó. Trời ngộ thì sao tía cứ phá cái ngủ hoài tía. Tao riết tao hết nói nổi mày rồi. Ăn no rồi không có làm được cái nghề ngỏng gì mà coi cho nó được hết. Xách xe đi qua hàng xóm thấy không, quậy phá ghẹo hết người này người nọ cho người ta mắng vốn, rồi về tới nhà thì ngủ. Nè con làm cho tôi coi nè. Con mới quét nhà rồi đó tía. Không có mần cái gì mà ra ôm gì hết. Bởi thấy thằng Bảy Cò con cũng hay lúa, thấy con ta thấy mà ham. Con nhà này hết nói nổi. Cái gì tía? Sao mà tối ngày cứ lôi Bảy Cò con nhà bác Hai ra rồi so sánh với con, rồi chửi con là sao? Mày thấy thằng Bảy Cò không? Học hết cái này tới học cái kia, mần hết cái này tới mần cái kia, giúp đỡ cho ông Hai lúa như vậy đó. Còn con nhà này mày nhìn lại đi. Mà thôi tía ơi, học hành chi bây giờ á, là quan trọng á là tư duy mình kiếm tiền thôi. Con giỏi sẵn rồi, khỏi cần học. Biết rồi, tao biết mày giỏi rồi. Thôi tía ơi, tự nhiên sáng sớm thì tía la á, sùm cho người tía. Gì? Đúng rồi, mày ngủ giờ mới dậy cho nên mày mới nói là sáng sớm. Đâu mày bước ra mày dòm lên trời coi, phải trời đứng bóng chưa. Đây nè, sắp tới giờ cơm rồi, đi coi rửa mặt đi, rồi cái ăn cơm ha. Ăn cơm xong mà ngủ nữa, ngủ nữa cái dậy ăn. Còn rảnh rỗi thì xách xe đi, đi vòng vòng hàng xóm á, quậy phá đi. Trời ơi, người ta nói ông bà mình có ăn có ngủ mà sao tía kỳ quá à. Nè, tía nói cho mày nghe nha, đàng hoàng lo kiếm cái nghề gì đó, học cho tử tế đi, rồi mần với người ta, nghe không? Chứ đừng có lâm bông như vậy nữa. Tao tống cổ, tao đuổi đi ra ngoài cạp đất mà ăn đó nghe con, nghe không? Tao nói vậy rồi mày đi đâu á? Tía mới đuổi con mà. Trời ơi cái thằng, mày đi phải không? Mày đi phải không? Mày đi luôn nghe. Đừng có về đây nữa nghe. Sao chú đâu hôm nay không thấy nó ở nhà vậy anh? Nó đi lên Sài Gòn kiếm việc làm rồi, chứ ở dưới này đâu có chuyện gì đâu làm. Bây giờ con cái nó lớn lên rồi, đứa nào mà nó chăm chỉ làm ăn cũng mừng cho nó. Nhưng mà nó con gái con gú, anh để nó lên Sài Gòn mình vậy anh không lo sao anh hai? Trời ơi nó lớn rồi, hơi nào mày canh giữ hoài cũng vậy thôi. Thời buổi bây giờ là thời buổi 4.0 rồi. Bây giờ mày theo mày giữ nó hoài tới chuyện nó hư à. Còn đứa nào nó không hư rồi mày cứ thả lan đi, nó cũng không hư á. Thấy anh hai vậy tưởng anh hai khó, chứ mà anh có cái nghĩ là thông thoáng ghê luôn á nghe. Hôm qua đi ra ngoài ruộng về gặp Bảy Cò, cái nghe nó nói sắp tới nó ra nhà ông Hai Sơn ngoài xóm Vàm gì đó học nghề làm nấm phải không anh? Không rồi, mà nghe hai mẹ con nó bàn gì đó mở chạy để trồng nấm trồng gì đó, mà không lại chưa nghe nói gì tới tao, tao cũng có hỏi. Cái thằng thấy vậy mà nó giỏi ghê anh ha, siêng năng thấy bắt ham luôn á. Trời ơi, nhờ có mình nó đó mày ơi, tối ngày cứ lục đục kiếm chuyện này chuyện kia làm hoài cũng đỡ. Còn ông thì tối ngày ông đi ca, đi hát, ông đi ẹo tới ẹo lui, chóng mặt muốn chết. Mày về mày hỏi ông Ba Lít coi, nó có chịu đi học không? Nếu nó chịu đi á, cho nó đi với ông Bảy Cò luôn đi. Trời ơi, anh nhắc tới ông Ba Lít, tôi nghe tôi rồng thêm nữa anh ơi. Mày nói sao cho tao thấy ông Ba Lít nó cũng được lắm đó chứ. Được cái gì anh ơi, ở ngoài thấy nó vậy á, chứ mà thật sự nó có làm nên cái trò trống gì đâu. Tối ngày ăn rồi á, đi chọc ghẹo thiên hạ, phá làng phá xóm, bị bắn vốn hoài anh ơi. Em ước gì á, con của em á, nó giỏi giống như bằng nửa con của anh thôi, là em mừng lắm rồi. Trời đất ơi, thôi đi mày ơi, đèn nhà ai nấy sáng. Trời đất ơi, mới qua nè, tao bắt đứng xếp hàng, tao chửi từng đứa, có đứa nào dám lên tiếng đâu. Trời ơi, con anh nó giỏi vậy, nó ngoan vậy, mà anh còn chưa hài lòng nữa. Gặp đám con của em á, anh còn rầu thêm nữa. Vậy mày đổi đi. Đổi là đổi sao anh? Con mày qua nhà tao ở, con tao qua nhà mày ở, đổ thưởng tuần lễ đi. Anh nói thiệt nghe. Ừ.
Thử đi. Chắc nghe. Ừ. Phải ha. 2, 3. Yeah. Rồi. Chơi luôn với anh. Cái gì? Hai đứa dọn đồ qua nhà chính trường ở một tuần lễ. Ừ. Trời đất ơi, cái gì mà kỳ cục vậy? Dạ. Ôi, tự nhiên con mình đang ở đây, tự nhiên là biểu qua nhà chính trường ở là sao? Đâu có gì đâu kỳ. Cái gì cũng xong hết á. Bà yên tâm đi, bà cứ ngồi đó chờ. Trời ơi, ngồi yên sao được mà ngồi yên. Ông thấy vậy không có kỳ sao? Tự nhiên con mình đang ở đang yên đang lành, tự nhiên biểu qua bên đó ở. Tía, sao tự nhiên tía đuổi con đi vậy tía? Thôi, con chịu ở với tía má à. Con không chịu ở với ai hết đó. Đúng rồi đó ông, suy nghĩ lại đi. Tự nhiên đuổi con đi, tội nghiệp nó chứ. Tôi không có đuổi đi, chứ ở bên đây tôi dạy không có được. Nói không có nghe. Đi qua bên nhà chính diện ở, để cho chính diện nó dạy. Đó không, tuần lễ rồi về. Qua bên ở đi, rồi biết đá, biết vàng. Rồi quay về đây nè, mày thấy ở với cha mẹ nó sung sướng cỡ nào. Con phản đối. Con cũng phản đối. Tôi cũng phản đối. Phản đối cũng vô hiệu. Tao ký hợp đồng rồi. Tía ơi, con muốn rời xa tía má dù chỉ một giây phút. Một giây phút? Dù chỉ một giây phút thôi tía. Một giây phút thôi. Một giây nữa thôi là 2 giây rồi. Dạ, con muốn mồ côi tía ơi. Tía biết sao không? Vì mồ côi tội lắm tía ơi. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Dạ tía. Mày chù tao chết rồi hả? Tao còn sống đây mà tụi bay mồ côi gì? Dạ dạ con xin lỗi tía. Con hát lộn. Không có nói tới nói lui gì hết. Tao đã quyết rồi. Một tuần thôi. Ký hợp đồng xong rồi. Mai bỏ mụn cho thúng, bưng qua nhà chính diện ở. Trời ơi! Kỳ ơi gì đó. Không đi quán đổi gì. Con ai lấy nuôi đi. Kỳ thiệt. Sao trời. Chuyện này hẹn hai cái đồng bọn của mình ra bàn kế hoạch mới được. Ui! 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 Ê! Ê! Đây! Dì ba lít. Gì nữa? Hiền huynh, hiền muội. Có nghe chuyện gì chưa? Chuyện gì? Thì cái chuyện quán đổi đó. Biết rồi. Mới họp gia đình xong. Ê! Rồi giờ hai người tính sao? Tính gì nữa mà tính. Tía tôi quyết định vậy rồi thì phải xuôi theo chứ biết sao giờ. Cái nguyên nhân này xuất phát là ở tía má là đứng núi này trông núi nọ thôi. Thì bởi vậy em đây nè, em thấy em là một đứa con hoàn hảo nhất trong bầy con luôn á. Thì mà tía má còn chưa hài lòng cái gì trời. Chứ nữa còn tía tôi nè, hỏi gì cái mày có bằng con hay lúa không, có quạo không. Còn bên tôi nè có khác gì đâu. Tối ngày cái hở cái mày biết nào mày được như con chính truyền, được như con chính truyền. Lúc nào cũng so sánh tía giờ thêm cái vụ quán đổi nữa. Thì tình luôn. Mình bà Lích, không có cách nào không? Mình phải chống đối lại mới được. Thì bây giờ á, đổi thì đổi. Nhưng mà ngon con. Dạ ngon. Cơm của má hai nấu là xấu dách. Ngon vậy ăn nhiều nhiều vô nghe không? Dạ. Ngon phải không? Dạ. Ăn nhiều nghe không? Con á, mà ở đây một tuần chắc con lên 10 mấy ký luôn á má hai. Tình hình này kéo dài chắc bán nhà. Ủa thứ hai, sao mà bán nhà vậy? Mình nói chuyện đi đâu ở vậy? Vô chùa ở. Ông ta. Ông muốn ăn đi ngồi thừ ra đó là nói gì vậy trời? Ăn qua ăn lại, có mấy món, ăn hoài, ăn riết, quá cũ. Vậy chứ giờ muốn ăn gì? Gì cũng được. Gì cũng được. Miệng thì nói cái gì cũng được. Mà tôi mua cái món gì về ông cũng chê hết trơn á là sao? Trời ơi trời. Cục muối hay gì, muối hay gì mặn dữ vậy? Sao sao mà ăn được? Muối ơi, này muối. Mặn đâu mặn?
ngon quá chừng luôn mà mặn chỗ nào trời. Bà Linh. Dạ. Bà ăn mà thấy cơm canh sao? Con thấy ngon mà. Trời, má Hai nấu là ngon hơn là tía con ở nhà bảnh nấu. Tía con nhà bảnh nấu ăn giỏi lắm. Đó, nghe nó nói không? Ông á là có phước lắm luôn á mà không biết hưởng. Mày có đồng minh rồi. Ừ, đúng rồi á, tôi có đồng minh. Chứ thằng Bãi Cò với thằng Tám Tàng mà ở nhà là nó theo phe ông à, chứ đâu dám theo phe tôi. Vì nó sợ cường quyền. Bãi Lít đâu sợ theo phe tôi á. Dạ đúng rồi. Con á, từ nhỏ lớn sinh ra con là sống theo lẽ phải à. Cái nào ngon nó ngon, còn nào dở nó dở. Còn ai không ăn kệ người ta, đúng không? Ờ. Dạ. Nhiều như con. Dạ. Ăn nữa đi. Ăn muốn ăn gì á mà Hài nói cho con ăn. Dạ, con không ngại đâu. Mấy người không biết thưởng thức cho người ta nhịn đi. Cậu đi đâu hả? Vô ngủ, cho bà với ba Lít ăn cho nó ngon miệng. Ủa rồi bộ để bụng đói ngủ luôn hả? Thôi, đừng quan tâm tới tôi nữa. Chết cũng được nữa. Ủa đúng rồi, cho mày chết, cho mày chết nè, trời ơi hay quá. Tấm Tàng. Dạ. Trời nắng đang tốt nè, con coi đổ bộ lúa ra phơi giùm chú đi. Đặng chiều đi trà gạo về nấu cơm ăn con. À, dạ, thôi chú để đi, con đánh xong trận này là con làm liền ha. Con chơi vậy khoảng bao lâu nữa mới xong? Dạ, khoảng nửa tiếng nữa là xong rồi chú. Nửa tiếng nữa hả? Dạ. Ừ, thôi vậy con chơi đi ha, để chú làm cho. Dạ, vậy chú làm giùm con nghe cho kịp nắng. Mà quên nữa, sáng giờ kêu con chăm giùm cho chú bình trà. Tới giờ vô không thấy nước nóng đâu, thấy bình trà lạnh tanh là sao? Ừ dạ, hồi nào tới giờ con đâu biết pha trà đâu. Pha trà lá bệnh á má, con cái chị Sáu không pha không hà. Vậy á hả? Dạ. Ừ hiểu rồi ha. Dạ. Bởi tao nói mấy cái chuyện này á, hồi có ba Lít ở nhà. Ba cái chuyện này á, sáng sớm nó làm cho tao rồi. Ừ. Mà Bãi Cò đâu rồi sáng giờ á, chú không thấy nó vậy? Ờ hình như là hồi nãy thấy anh xách cái lưỡi liềm anh đi ra ngoài vườn ngoài á chú. Nó xách liềm ra ngoài vườn hả? Dạ. Trời ơi. Ơ chú Chính. Bãi Cò mày làm cái gì vậy Bãi Cò? Dạ con đang chặt ba cây dại á. Dạ. Trời ơi sao mày chặt cây thú của tao? Hả? Ủa cây này cây này là cây thú hả? Trời ơi cây đinh lăng tôi trồng ông ơi. Cây thuốc chứ không phải là cây gì đâu mà sao mày chặt? Chết cha, cây thuốc hả? Vậy mà con tưởng đâu ba cây dại con định đi phát quan cho chú để cho chú trồng cây ăn trái. Trời ơi đó, một thằng thì chuyên môn đi phá làng phá xóm về ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Còn một thằng hở thì nó làm, mà nó làm tầm bay tầm bạ nó làm, nó không hỏi, nó phá hoại của tôi. Trời ơi cây đinh lăng, chết rồi. Thôi không được, đi về bển đi, về bển đổi lại. Chú không được, không được, không được chú Chính ơi, mới có chưa hết tuần lễ mà. Một ngày cũng đổi nữa. Đi về. Thôi, về đi cho tôi. Đi. Vậy ngang. Thôi con nhà ai nói vậy đi ông ơi. Này tôi thấy cô bộ không quen à. Ừ vậy đi. Ừ. Ông. Gì? Mình vô ăn cơm đi ông. Chờ con mình nó về ăn luôn cho nó vui. Ba Lít đi nãy giờ cũng lâu rồi, tới giờ này chưa thấy về lắm. Ờ chắc nó đang trên đường về chứ gì. Trời ơi bữa nay biết trông con rồi hen. Trời ơi tôi nói thiệt bà, nói vậy thôi chứ trong mắt của tôi á, con tôi là số một, không có cái gì qua con tôi hết á. Vừa ngoan ngoãn lễ phép biết nghe lời, chứ đâu phải như cái thằng Ba Lít mà âm mưu rồi chống đối rồi cãi lại tùm lum tà la mệt chết. Trời cái gì chống đối, ôi ai dám chống đối ông. Nghe mắc cười quá à. Thôi giờ á tôi đi vô tôi dọn cơm cho mấy đứa con yêu quý của tôi nó về nó ăn, không thèm nói chuyện với ông nữa. Làm như tôi cần nói chuyện với bà lắm. Tôi chờ con tôi về tôi nói chuyện còn vui nữa à. Mấy nhỏ lâu quá ta. Ly này là của Hiền Muội nè.
Ly này là của Hiền Huynh nè, ly này là của Ba Lích. Ui! Ui! Ê, góp ý nhỏ một cái nè. Sao sao? Mai mốt mày kêu đi. Sao vậy? Mày đừng thổi chim phú hào nước miếng quá. Ra nước miếng mà không thấy nghe tiếng gì hết trơn. Tao thổi, tao lấy ký hiệu cho hai mày làm cái ghê vậy? Rảnh dễ sợ. Ê, cái vụ đó làm sao rồi? Không được hả? Sao vậy? Thua hả? Thành công mỹ mãn. Từ đây trở về sau nha, là tía tôi là không bao giờ còn cái vụ con người ta nữa. Thì đó, anh em mình mà đồng tâm hiệp lực lại, trời ơi, thành công mỹ mãn luôn. Trời ơi, có chuẩn bị nước sẵn luôn kìa. Được, chuẩn bị cho Hiền Huynh Hiền Muội đó. Cảm ơn nha. Từ đây trở về sau á, trong nhà tôi là không còn bao giờ cái câu mà thằng Ba Lích nữa. Làm sao dám nhá. Công nhận nghe chia Ba Lích hay thiệt luôn á. Trời ơi, Ba Lích mà. Ê, ủa Ba Lích. Gì? Tại sao thấy hít hoài vậy? Thì tao thích thì tao hít thôi. Hít để tao lấy không khí cho cái bụng tao nó no ra, để tao cười cho nó đã. Hít vô, hít nữa đi, hít vô vô, hít nhiều, hít nữa. Tao mới xì hơi á. Hey! Chứ bà kệ, hôm nay tao không giận mày luôn, vui quá mà. Để chúc mừng cho sự thành công của chúng mình. 1, 2, 3, go! Trời đất ơi, ba má sanh đẻ làm sao mà đẹp trai dữ thần ôn trời. Không hiểu luôn á. Chết cha, thằng Long xì ke. Ê, tèo! Tèo! Quay! Làm gì vậy? Mày kêu tao hả? Thì ở đây tao, mày không lẽ kêu tao? Tao tưởng mày kêu ai, tao không có trả lời. Chở về em cái, hay cái chuyện gấp quá. Ôi da, Long ơi, sao tự nhiên tao nhức gân quá, không ấy, mày kiếm xe khác giùm tao đi. Ây da, nhức xuống cái tay rồi chạy xe hết nổi rồi, mày ơi. Gì tự nhiên nhức răng ngang xương vậy, bây giờ ở đây có mình mày và tao kêu ai bây giờ? Đi. Ờ, trèo lên đi. Nhấc xe xuống chưa? Trèo lên đi rồi nhấc. Bạn đi. Cái gì nữa vậy? Đàn ông trai đừng có vịnh, buông ra đi. Mày làm gì thân nhau mà. Tại mày cầm mấy cây kim tao sợ quá. Mấy cây kim này có cái gì đâu nè, nó còn mới cáo chưa có mở nắp nữa. Kim mới kim cũ thì tao cũng sợ chứ mày ơi. Tao sợ bị kim chích lắm. Ông gì mà thiệt chứ. Rồi nó bảo hiểm vô. Đợi nón này đi, nón này tao mới mua. Ngồi xa xa ra nghe. Rồi ba. Đừng có vịnh nghe. Không vịnh sao mày xuống. Rồi đi. Thiệt tình. Xa xa kìa. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao rồi? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi. Rồi gặp nhỏ nào á? Nhỏ nào? Cái gì nói thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Xin này gọi lại sau. Tào lao, con tống đài á. Bực bội thiệt. Ủa mà có biết là nó hẹn ra làm gì không? Ai mà biết, tự nhiên nó gọi tao. Ê, có chuyện gấp, miếng gấp là tự nhiên cái tắt luôn. Biết chuyện gì đâu. Không lẽ là có chuyện gì ta? Chuyện gì, hồi nó ra đi rồi biết. Ai biết chuyện gì? Tụi bay. Cái gì vậy ba? Trụ viên nước đây. Đã khác không? Đỡ rồi. Lát tính tiền nha, cho nó luôn ruột hồng ơi. Giỡn hoài. Tao vừa gặp một chuyện ngàn cân treo sợi tóc. Trời. Bình tĩnh lại. Chuyện gì nói nghe coi. Tao vừa mới chở thằng Long. Mày chở nó thì mày có khách thì mày có tiền thôi, chứ mày làm thế ghê, giả bộ vô làm chuyện quan trọng để uống ly nước của tao hả? Cái gì vậy? Sao tụi bay tính mơ vậy? Trời đất ơi, tụi bay không biết là thằng Long nó là thành phần nguy hiểm, tệ nạn xã hội. Trời đất ơi. Rồi sao? Thì nó cầm cái
Mày điên hả? Cầm tay mày chi? Bộ nó yêu mày hả? Mày với tào lao á, nắm tay này nào. Nó đưa tao cái ông chích. Mà cái này là cái cây kim thôi đó. Còn cái ông chích bê lớn gì vậy? Trời ơi trời, nó chích không phải là một cây, nó cầm một nùi luôn. Ghê vậy? Cái nó còn khiều khiều tao nữa mày ơi. Ủa nó xài ống chích tới đồ sỉ luôn á hả? Tao chở nó, tao ngồi chạy xe mà tim tao đập đùng đùng thiếu điều, tim muốn rớt xuống mương luôn á mày. Mà rốt cuộc mày có bị gì đâu? Thì tao thông minh mà. Tao thấy gì cái tao lấy điện thoại ra, tao gọi cho chú Hai liền. Con gọi đặng con nói với chú Hai là con sắp sửa trở thành Long. Long xì ké á. Gì? Tao nhớ rồi. Tao nghe người ta đồn nó trên Sài Gòn đi ăn cướp người ta, rồi chích xì ke ma tí, ở tù mới về. Mày chạy xe ôm, coi chừng có ngà nghe không mày? Vậy là tao còn hên, nó chưa ăn cướp chiếc xe của tao. Mừng quá. Tèo tèo tèo. Cái gì? Mày đổi nghề đi. Tào lao, tao nói cho mày biết, cái nghề là cái nghiệp. Tao là mắc cái nghiệp chạy xe ôm. Đâu phải ai muốn chạy xe ôm được như tao chạy được đâu. Chỗ anh em thương mày tao mới nói, mày chạy xe ôm nó đâu có ổn định đâu, kiếm cái nghề nào khác ổn định tao làm. Cái nghề gì mày nói nó nghe nó mới biết được chứ. Phụ hồ, nó ổn định hơn, lương ngày. Thôi không được đâu mày ơi, tao cũng biết làm gì chổng đâu. Lỡ vô chổng xi măng cát đá khói bụi nó dính vô trong mặt, dính vô trong tóc tao rồi mất đi giấy đẹp trai của tao rồi sao. Mày kêu ba dai đi theo chải đầu cho mày. Mày rảnh quá. Mà thôi, tao thấy là đổi nghề cũng phải là cách. Cái chuyện thằng Long xì ke, người trong xóm với nhau đi tới đi lui không lẽ không chạm mặt nhau, đúng không? Đúng rồi. Chết rồi, giờ làm sao? Tính sao gì nữa? Gặp mặt là né chứ làm sao? Ê ba dai, câu cá hả? À. Ê, alo, dạ cũng nghe tí. Dạ con đang câu cá ở gần chỗ mấy sông nhà mình á. Tí sáng nhà tí có khỏe không tí? Dạ khỏe hả tí. Dạ rồi. Ủa vậy ông Tám hàng xóm mình khỏe luôn hả tí? Dạ 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 con biết rồi. Để coi cậu mưa chừng nào lấy vợ tí. Ủa vậy hả? Ở thằng Út, vợ Út đẻ con trai hai con gái gì tí? Con gái hả? Trời đã quá đã quá. Dạ dạ rồi rồi con biết rồi tí. Dạ dạ dạ. Nó câu cá mà nào câu cá xong con về tí. Dạ rồi rồi. Dạ. Ê. Ê cha. Bà dai. Ê. Mày điên hả? Mày đang câu cá đó nha. Mày thấy tao hả? Alo. Dạ dạ con về tiếp. Dạ dạ con biết rồi, biết rồi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Chú chú có cá mà. Dạ dạ dạ. Để coi coi đây nấu gì ta. Tía. Gà kho sả, vịt kho gừng. Anh Bích La thích vịt kho sả, gà kho gừng. Chết rồi, mình không hiểu gia đình này nó xộn lộn, ý lộn nó lộn xộn dễ sợ. Nấu rau luộc đi cho chắc. Anh Long. Ủa, Út Hân phải không? Trời ơi, xẻ lá này có mình em tên Hân rồi đó. Trời ơi, dạo này càng ngày càng lớn càng đẹp ra nha. Ủa mà lâu quá mới gặp anh luôn nha. Dạo này nhìn anh thấy gớm dễ sợ. Không phải, thấy anh đẹp trai dễ sợ. Bé khoái giỡn đâu mà. Anh về nào vậy? Anh mới vừa về được mấy hôm rồi. Anh về với tía má anh luôn hay sao? Đợt này anh về có một mình thôi à. Chắc anh ở đây luôn, anh không muốn lên Sài Gòn nữa. Coi anh ba lít sao rồi? Đi! Gì vậy? Đi! Đi đâu? Đi về, ba lít! Anh đang đi chợ mà! Nhà mình bữa nay không có ăn uống gì hết á, đi! Anh tào lao quá, tía mới sai em đi chợ! Tía mới điện cho tao nè, nó nhớ mày quá, bây giờ phải kêu mày về gấp, đi! Xạo không à! Ba lít!
Mày không nhớ tao hả? Ai đây? Tao Long nè. Long nào? Long ngày xưa chơi chung với mày đó. Long nào tao? À, Long xì ke. Long nhà có chiếc ke. Thằng. Ê, chiều nay rảnh đi uống cà phê đi. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau. Trời ơi, cái gì vậy trời? Anh bị gì vậy? Mày sao vậy? Không có gì hết. Thôi vậy ngày mai uống cà phê nha. Bận luôn. Ê, thôi ngày mốt đi. Bận luôn, lịch nguyên tháng này bận hết, không có ngày nào rảnh hết trơn á. Thôi vậy bữa nào tao rảnh tao qua nhà mà tao chơi nha. Chuẩn bị bán nhà luôn rồi. Ê, sợ bán nhà nào? Vậy thôi nha. Đi về, đi. Trời ơi, có sao không vậy? Té chỗ nào tự tao đứng lên chỗ đó. Ê, anh Long. Anh lên. Út Hân. Anh làm gì vậy? Anh bỏ em ra con ơi. Đau muốn chết luôn à. Ủa? Tỉnh. Sao con nói đi chợ rồi sao không đi mà giờ quay về vậy? Thì con đang đi, gặp ảnh lôi con về. Sao lôi em về vậy? Bữa nay nhà mình khỏi có ăn uống gì hết trơn á. Lý do? Tiên có biết nó đang làm cái chuyện gì không? Chuyện gì? Em có làm gì đâu. Nó nói chuyện với trai đó. Ê, em nói chuyện nào? Anh Long với bộ. Anh Long không? Tao thồn cái trắng trỗi vô họng mày giờ nè. Anh Long là anh Long nào vậy? Trời ơi, là cái thằng Long hồi nhỏ nó ưa chạy qua nhà mình chơi nè tía. Tía nhớ rồi. Cái thằng Long con của anh chị Sáu đó mà. Hồi đó nhà nó ở đây, sau này lên Sài Gòn rồi. Tía thấy mấy bữa nay hình như nó về đây, nó thăm lại xóm cũ của mình phải không? Dạ. Cái thằng. Trời ơi. Vậy mà nó làm như là cái chuyện gì đâu. Thì anh em lâu lâu cái thằng kia nó về, nó gặp con Hân. Hồi nhỏ nó ở đây nó cũng biết con Hân. Thì giờ nó gặp nhau, anh em nó nói chuyện, hỏi thăm nhau rồi vậy. Mày làm cái gì mà như là trái nhà vậy? Cái thằng làm hết hồn hết vía. Phải chi á, nó nói chuyện bình thường con không có nói. Tí có biết cái nickname của thằng đó là gì không? Là cái gì? Long xì ke. Long xì ke là sao? Trời ơi nè. Lú. Lú gì? Là nó chích xì ke hả? Dạ. Dạ thưa tía, vì cái sự an nguy của con quỷ nhỏ này. Ba cấm. Một, cấm mày nói chuyện với nó. Hai, cấm tới gần. Ba là để tao nhớ tao cấm mày sao. Nếu đúng ra mà nó vướng vô cái chuyện xì ke đó, thì anh con nó cấm con nói chuyện với nó là cũng đúng đó con. Bởi vì người ta nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà ma túy á, là nó là đen á, là mực á. Thôi, tránh ra cũng tốt con. Chuyện này cũng lạ đó. Chứ tía nhớ hồi nhỏ ở đây là nó được tiếng là ngoan nhất sớm á. Còn anh chị Sáu hả, là gia đình rất là đàng hoàng, hiền từ lắm. Đâu có lý nào mà thằng nhỏ lại vướng vô cái đường xì ke ma tí ta. Con nói thiệt. Trời ơi, bây giờ nó lên thành phố rồi. Mà nơi thành phố là nơi phồn hoa, đô thị, nơi đó đầy cám dỗ hết. Nó ra đường là nó sẽ bị dụ dỗ. Hả? Tía thấy vậy nè, nếu mà thật sự nó vướng xì ke ma túy đó thì con coi con lựa lời, con khuyên can động viên nó đi cai đi con. Hồi nhỏ tụi bay chơi thân với nhau lắm, tía nghĩ là con nói nó nghe đó. Ờ. Chị Tư, chị Tư, chào tôi với chị Tư ơi. Ủa chị Chánh. Hey. Đi chợ hả? Nói nghe, nói nghe nè, chị nghe gì chưa? Nghe gì? Trời ơi, thằng Long xì ke nó về mày đó. Tưởng gì chứ, tôi nghe nó về mấy bữa nay rồi. Trời đất ơi, nè tôi nói chị nghe nè. Nó chắc trên thành phố nó vợt cho nên nó mới trốn về quê đó. Trời đất ơi, nó về đây mà nó dụ mấy đứa nhỏ trong xóm của mình xì ke là banh cái xóm mình luôn á chị. Chị nói sao chứ, tôi thấy nó cũng tội tội. Trời ơi, tội cái gì chị ơi. Chị không thấy nó hả, thanh niên trai tráng gì đâu à? Người thì mỏng như cái tàu lá lúa vậy, xanh lè. Nó mà không xì ke mới lạ. Nói mà tôi cũng nổi hết da gà luôn nè. Chị nói nó mỏng. Chị nhìn lại chị có dày không chị Chánh? Trời đất ơi, chị thiệt á. Nhưng mà tôi là tôi lớn tuổi rồi, còn nó đang là thanh niên ngời ngời như vậy. Hồi xưa má của nó cũng chơi chung với tụi mình. Hơn nữa nó cũng trạc tuổi con hai nhái nhà tôi với con năm gạo nhà chị. Mình chưa có rõ thực hư ra sao thì mình khoan hả, phán đoán nó dội chị.
Chị nói tôi mới nhớ. Mà nè, sao nó về có mình ơn ta? Anh chị Sáu đâu ta? Dạ, con chạy 24, con chạy 29. Thấy chưa, lo đình chưa. Nhắc tới nó thấy liền đấy không? Hai chị vợ hả? Chào con. Chào con. Mà Long nè. Ủa con còn nhớ thím tư với thím chín hả con? Trời ơi, cái xóm xẻo lá này ai con lại không nhớ. Tự nhiên thím hỏi vậy con buồn dễ sợ luôn á. Nếu nhớ, về rồi mà không chịu qua nhà thím chơi, rồi con tía má bị đâu sao không về? Dạ. Mà thôi, không muốn nói thì thôi, bữa nào rảnh á qua nhà thím tư chơi nghe không? Dạ. Con của con Hai Nhái á, lúc này nó cũng lớn mộn rồi đó con. Hai Nhái là mẹ hả thím? Ừ. Thời gian trôi nhanh thiệt á. Nhớ ngày nào á tụi con á còn chơi chung với nhau. Rồi con đi đâu đây? Rồi sắp cái gì đó? Dạ. Con đi mua mớ đồ rồi mà. Thủy chừa, kim chích kìa. Anh làm gì á? Tránh ra cho em đi công chuyện con ơi. Nhúc nhích, cái chổi rớt xuống đất. Quýnh mèo cái. Mà sao? Quýnh. Quýnh. Đó. Tía gì vậy? Con mấy tía nè. Ghê. Trong mặt quá. Tao đang ngồi uống cà phê, chưa kịp uống một ly nước trà cho nó ngon miệng nữa, điện thoại giật giọng một hai kêu tía về giải quyết công chuyện. Về đây tại sao không nói mà mày đi vòng tao nhức đầu luôn á. Có chuyện gì nói coi. Không có chuyện, con kêu tía về làm gì. Chuyện gì? Thì con nhỏ này nè. Sao nhỏ này sao? Tía coi đi, tía coi đi. Cái gì? Cái này là cái gì? Cái tay. Quên. Mày muốn chích hai tay kìa mày. Nè, tía thấy chưa? Cái dấu này là dấu chích. Thấy chưa tía? Con nói mà tía không có nghe con đó. Nó đi với thằng Long. Đó, bây giờ thằng Long rủ ghê nó chích xì ke nè. Thấy chưa? Vết này là vết mũi cắn. Mày chích xì ke. Tía, bây giờ mình dẫn đi xét nghiệm ADN đi tía. ADN là cái gì? ADN là cái gì? ANDN ADN. Nè, bộ mày nghi ngờ á, nó không phải con tao. Nó không phải là em của mày. Cho nên muốn đi xét nghiệm ADN đặng xác minh được phải không? Ủa, ADN là xét nghiệm di truyền hả tía? Máu mủ di truyền. À rồi còn xét nghiệm mà ma tí, ma chuột gì đó là mình xét nghiệm gì tía? Chút mà mày đặt nó chữ. Xét nghiệm cái đó là xét nghiệm nước tiểu. Đúng rồi, nước tiểu. Uống nước cho nhiều vô, rồi tao dẫn mày đi xét nghiệm. Hai người quá à. Tôi đã nói cái vết này là vết mũi cắn mà. Hai người thích đi, hai người đi đây. Ghê. Chị Tư, chị Tư. Chào tôi với chị Tư ơi. Chị chợ chị hả? Tính ra chợ. Nhưng mà ra chợ kêu thợ về sửa ống nước. Tự nhiên ống nước nhà tôi bị bể. Ủa rồi anh Tư đâu, sao chị không kêu ổng sửa? Thôi, ổng mới biết làm gì. Phải chi con Hai Nhái nó có chồng, mấy cái việc này kêu hồng rẻ nó mần cũng đỡ chị hen. Ủa, Thím Tư em chính đi chợ hả? À Long, Thím cũng tính ra chợ, nhưng mà kêu thợ về sửa giùm cái ống nước. Tự nhiên ống nước nhà Thím nó bị hư. Thôi, để con qua con sửa cho. Được không hả mày, biết làm không mày? Trời ơi, mấy cái việc đó con rành lắm. Mà con có bận công chuyện gì không mà qua Thím mà sửa ống nước? À, hồi nãy con ra chợ, con mua một ít đồ, rồi cũng xong hết rồi. Gì vậy con, gì vậy con? Mày lên cơn giữa đường vậy đó hả? Ủa, cơn gì Thím? Mày lên cơn, mày chích xì ke đó. Trời, con chích xì ke hồi nào? Vậy chứ mày lôn chích ra làm gì? Không phải là mày chích tại chỗ hả? À, mấy cái ống chích này là con mua về con chích cho đàn gà nhà con. Bữa giờ nó cứ bị bệnh hoài à. Rồi hai cái ống chích bữa trước. Dạ đúng rồi, con chích cho gà đó Thím. Ủa vậy nè, hôm nay giờ mày chích gà đó hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy mà tao tưởng. Thôi đi về nhà Thím sửa giùm tí ống nước. Thôi chị đi chợ mình chị đi nha. Đó, nên tới về sửa ống nước cho tôi. Đi về con. Thím Tư. Long. Con sửa hết rồi đó. Xài được rồi. Xong rồi hả con? Dạ. Thôi ngồi uống nước đi. Giỏi ha, biết sửa ống nước được nữa ha. Mấy cái chuyện này chuyện nhỏ mà. Thôi, con về, bữa nào con qua con chơi với gia đình lâu hơn. Ủa,
Vậy chứ con không có về lại Sài Gòn à? Dạ không, con về đây con ở luôn rồi. Con về ở luôn? Dạ. Nghe Tím hỏi nè, sao mấy bữa nay không thấy tía má con về chơi vậy? Rồi mấy bữa trước Tím hỏi sao mà con cứ lúng túng hoài vậy con? Có chuyện gì không? Con nói cho Tím nghe coi. Dạ. Tía má của con ly dị rồi. Ly dị? Tía của con có người khác rồi, cho nên má con chịu không nổi, má con cũng bỏ đi luôn. Con sống ở Sài Gòn có một mình, con cứ suy nghĩ hoài, con buồn nên con quyết định con về đây. Ừ, thôi, con cũng đừng buồn nữa. Dạ. Cứ về để ở đi, hàng xóm xẻo lá mình cũng tốt lắm. Hay con về để ở luôn đi nha con. À, bởi vì chẳng trách gì nhỏ tối ngày nó ru mình, nhìn nó giống như thằng nghiện xì ke vậy đó. Bởi tao nói thấy không, bà thiếu tiền thiếu bạc á, thì làm kiếm tiền lợi dễ, còn cha mẹ mà không có thì khổ lắm, sao kiếm được, đúng không? Phải khổ không? Rồi nó không khéo được cái rồi mang cái bệnh trầm kha đó. Ủa, bệnh trầm kha là bệnh gì vậy ông? Ủa, lộn, tôi lộn, bệnh trầm cảm. Trầm cảm? Ừ. À, xì chét đó phải không? Con biết mày đặt dùng nhân chung chứ giữ vô, xì chét. Ông nói cũng có hơn gì tôi đâu. Mà thôi, chết chiếc gì cũng kệ đi. Mà tôi hỏi nè, trầm cảm á là phải cái bệnh mà nó ít nói, nó sống cô lập một mình nó, rồi nó nghĩ quẩn, rồi cái nó đi tự tử đó phải không ông? Đó đó, là cái bệnh đó đó. Trời ơi, tôi chết rồi. Chết rồi, cũng may cho nó nghe ông. Cũng may là nó biết tìm về hàng xóm mình ha. Thôi, giờ tôi nói ông nghe nè, nó cũng như con nhái nhà mình. Thôi mình coi có gì thì giúp đỡ cho nó, để nó khỏi bị chát, với lại mà nó không có bị sa đọ vô cái tệ nạn ông ha. Bà nghĩ chắc cái người dân xẻo lá mình chắc dễ dính vô tệ nạn quá. Nói vậy thì nói chứ làm gì. Trời, có sao không? Sao vậy? Làm gì? Nó làm đi. Trời ơi. Út Hân, em có sao không vậy? Đau quá. Đâu, để anh coi coi. Ây da. Từ từ, cố lên. Chắc là bị chật chân rồi. Thôi, cố lên, để anh đi em về. Nhẹ thôi. Anh biết rồi. Anh bóp trên nó ở dưới có đau đâu mà mất lại. Trời má, trời má. Ây da, trời ơi. Hình như có tiếng con Hân, nó đang rù rì với ai trong nhà. Đau lắm hả? Nhẹ thôi. Anh biết rồi, sắp xong rồi. Ây, nó sắp xong rồi kìa. Cái này kìa vậy? Trời ơi. Dạ em muốn bấm chua. Dạ em muốn bấm cái gì vậy? Đừng có đánh nữa. Đừng có đánh nữa. Mày quay đi nữa. Tại sao? Mày dẫn cái gai vô nhà hả? Mày tù tiên tao đi nữa. Hồi nào? Dẫn hồi nào? Ai coi mày trả lời hả? Mày thấy em tao dễ thương rồi mày vô, mày nựng nó mày không? Tao có con, có đâu? Trả lời hả? Phải không? Tao sao mày không trả lời? Nói với anh con á, nghe hết rồi. Tại sao con hư quá vậy Hân hả? Trời đất ơi, hai người hiểu lầm hết rồi. Lầm là lầm sao? Anh chỉ sức dầu với con thôi mà. Sức dầu? Bị gì mà sức dầu? Hồi nãy con đi chợ con bị chật chân, anh đỡ con về nhà sức dầu với con mà. Ui da. Ủa, vậy hả? Anh á, anh không hiểu đầu đuôi gì hết trơn á. Làm rần rần à. Bởi vậy cái thằng này, nó hồ đồ vậy á, làm tiếng cũng liệu theo nó luôn. Vậy trời, ai cũng đổ thừa tôi chứ hơi trời. Ủa mắc cười quá. Không đổ thừa anh, đổ thừa ai? Anh Long có làm gì anh đâu mà anh làm gì mà kỳ thị anh dữ vậy? Nó chết xì ke. Tao chết xì ke nào? Ủa vậy sao mọi người trong cái xứ xẻo lá này mà gọi mày có cái nickname là Long xì ke? Trời ơi, cái nick đó là mọi người thấy tướng tá của tao nó ốm rồi đặt cho tao là Long xì ke. Chứ tao chết xì ke mà hồi nào mày dám đi vu khống tao chết xì ke. Bởi vì con á, bỏ nghe,
mai mốt đừng có bọp chọp như vậy nữa. Con trai của mẹ ở nhà ngoan nghe không, không có được pháo mà hoài đâu. Mẹ hứa là mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc và một người cha thiệt là xứng đáng với con. Thôi ở nhà nghe không, mẹ đi đây. Má. Con. Má canh thằng nhỏ giùm cho con nha. À, con đi công chuyện xíu trưa con về. Ừ. Cứ đi chơi, đi chơi thoải mái đi con. Chơi xả láng, chơi tới bến là con. Yên tâm. Dạ má con đi. Đi chơi vui nha. Dạ. Cứ việc đi chơi thoải mái, yên tâm. Ừ. Để má lo nhóc cho. Dạ. Ông Tư, ông Tư. Để, tôi biểu đây, ông Tư, ông Tư. Ông Tư, tôi biểu này nè, ông Tư. Trời ơi, chồng bà hai con bà vậy? Biểu này biểu nọ vậy? Làm gì vậy? Làm gì mặt như mừng như bắt được vàng vậy? Cái này á, không phải là bắt được vàng. Phải nói được bán được vàng đó ông ơi. Ông biết sao không? Hồi nãy, trước khi tôi đi chợ á, con Hai Nhái, nó mới gửi con cho tôi nè. Làm như mới lần đầu nó gửi vậy? Lúc đó bà còn rèn nhỏ tối ngày gửi con bà biết à. Giờ hớn hở. Ông, bởi vậy, cái tên tư ếch của ông là quan tí nào. Sao? Chưa vậy là nhảy sớm với ông họng tôi ngồi. Hả không ra? Hả không ra con tôi nhảy rồi được không? Tôi nói á là tự nhiên hôm nay nó gửi thằng nhỏ cho tôi. Rồi ông biết nó gì không? Cái nó chân diện lên, nó mặc một bộ đồ đẹp. Tao nói nhìn nó mướt lắm ông ơi. Bà rảnh quá. Nhỏ không chân diện cũng nói mà giờ nhỏ chân diện cũng nói. Bởi vì nói chuyện với ông chán chứ. Gì? Từ đó giờ từ lúc đó có con nhỏ giờ ông có thấy con mình nó sửa soạn không? Thì hôm nay tự nhiên nó ăn diện đẹp là ông phải hiểu là có cái chuyện gì rồi. Hiểu chưa? Nói gì thì nói hoạch tẹt đi, ấp ấp mở mở hoài. Mệt quá. Vậy tôi nói thẳng với ông nè. Trúc sinh trúc mộc cầu đình. Em xin em đứng một mình cũng xinh. Trời trời trời, ngâm thơ nữa trời. Nói chuyện còn đắm hơi nữa mà đã ngâm thơ trời. Nhưng mà con mình á, nó không có đứng một mình, một nách, nó ẩm một đứa con. Thành ra tôi cảm thấy không có con ma nào mà dám hó đó ông ơi. Thôi bà ơi, bà chắc không phải mẹ đúng không? Con của bà giờ bà dí mình tới con ma cũng không dòm. Bà tào lao không à? Ở xóm mình rất là nhiều thằng mê nó, chọc nó miết luôn. Ví dụ đơn giản thôi, thằng bé cò là thấy không? Trồng cây si trước nhà mình, trồng cây si mới có mấy rễ, bây giờ nó ra rễ chùm như dây luôn. Mà nó có ưng không? Không. Mấy cò á, ừ? Nếu mà nó có ưng á, tôi không chịu. Ủa sao ạ? Bị gì á, con Hai Nhái nhà mình á, nó đã có một đứa con rồi. Thì tôi phải tìm một người nào có cái tài chánh cho nó ổn định để lo cho má con nó chứ, đúng không? Nhưng mà cái thằng này nha, chắc có lẽ ok lắm ông ơi. Ờ, tôi nghe bà nói cũng có lý. Thôi ông, cái hũ rượu ông ngâm đó, ừ, khui ra vợ chồng mình ăn mừng là vừa rồi đó. Không cần đợi lâu, một chút xíu bà vô bà làm mồi lấy cái hũ rượu đã quất liền. Vô làm liền. Gì kìa, gì mà mới uống mấy ly rồi đẩy nắp rồi. Thôi, uống nhiều đó được rồi. Chứ đã mà lâu lâu vui uống một thôi ly. Thôi mà uống nhiều nó xỉn. Nè, cho ông coi này nè. Hình con gái mình. Ông thấy không? Công nhận con gái mình đẹp thiệt. Chứ sao? Ừ. Nó giống tôi á. Nhưng mà có điều á, con mắt nó buồn hơn con mắt của tôi. À, con mắt của bà hồi còn con gái á, nó cũng sụ giống vậy. Cái tôi mới hút bà về á, đó nó mới dính lên được vậy chứ. Phải rồi. Hồi đó đó, cũng nhờ mắt tôi sụ á, thành ra tôi mới chấm ông đó. Chứ thôi giờ tôi ưng ông Bảy tiệm vàng á, tôi đeo vàng mỗi tay rồi. Từ tình tới ớn luôn. Thiệt à, mai là lấy tôi, bởi giờ có cháu ẩm bồng sướng nghe không. Lấy ông Bảy tiệm vàng hả? Mơ à, không tới bà đâu. Gì vậy? Gì sao nó vừa đi vừa khóc vậy? Nó về kìa ông. Nhái. Gì vậy Nhái? Tím má mới về. Con bị sao vậy Nhái? Dạ nó bị sao đâu. Sao con khóc? Không, con đi vô con rửa mắt. Nhái. Chắc tụi nó gây lộn á ông. Giận hờn vu vơ à?
Sao rồi thầy? Bộ quẻ xấu lắm sao mà nãy giờ thấy cái sắc mặt của thầy tôi lo quá. Căng lắm mà nha. Vậy là cô gái tôi không ai thương thiệt hả thầy? Không, có người thương. Hả? Có người thương? Nhưng mà nói á, hai vợ chồng lo thêm. Cái người thương này á, là người không phải ở cõi trần này đâu. Không phải cõi trần? Là duyên âm. Duyên âm? Đúng rồi. Hả? Cái duyên âm này là cái gì? Là giống như là mấy kiếp rồi, nó thề non hẹn biển, son sắt keo sơn lắm. Nên nó theo, nó phá cái nữ này nè. Nó cái nữ này á, không có đi đến với ai được đâu. Mà nếu có đi đến được cái đám cưới á, nó cũng phá banh cái đám cưới à. Trời ơi, ghê lắm. Hẹn chi, lúc trước đã khó, bây giờ có con lại càng khó nữa. Đó đó đó, ý tôi nói là vậy đó. Nó khiến cái nữ này có con để khó có chồng hơn. Mà không phải thầy ơi, tuy nó có con nghe, nhưng mà cũng có nhiều mối lắm. Có nhiều mối nhưng quan trọng bây giờ có mối nào chưa? Tôi coi quẻ tôi biết, đừng có cãi tôi. Cái nữ này là nó vô cái quẻ này nè. Nó vô cái quẻ là hai cái câu thơ này nè. Để tôi nhớ nè. Hai câu là ra đường má đỏ môi hồng, về nhà nước mắt hai dòng tuôn rơi. Ủa, hai chồng làm gì lắc vậy? Mà đúng rồi, đúng rồi. Hôm qua về thầy nói tới đây hả, tôi nhớ lại, tôi tâm phục khẩu phục. Hôm qua ông nhớ không, nó về nó khóc. Nhưng mà bây giờ có cách nào mà giải trừ được cái duyên âm này không thầy? Có chứ, có, sẽ giải được cái duyên âm này đó. Giờ mình á phải làm cái lễ cắt đi. Cắt cái gì đây? Cắt cái gì? Tập dội cắt duyên âm. Chứ cắt cái gì? Nhưng mà làm cái lễ này lớn á, tốn tiền lắm rồi nha. Không sao thầy, miễn sao mà thầy cắt được cái duyên âm á là thiệt, tốn bao nhiêu tiền ở đây vợ chồng cũng, con cũng lo được hết thầy. Đúng rồi thầy, miễn sao mà con gái tôi nó có chồng là bao nhiêu tụi tôi cũng chi. Rồi được. Dạ. Thấy hai vợ chồng thương con quá. Dạ. Tôi sẽ giúp cho. Dạ. Rằm tháng này nè, đưa nữ đó tới am của tôi. Dạ. Này giúp hai vợ chồng thì tôi đi ngang đây, giống như mình có duyên với nhau vậy đó. Dạ. Ha. Nếu có gì thì gia đình tôi xin hậu tạ. Trăm sự nhờ thầy nha thầy. Rồi được. Duyên âm. Ừ. Bởi á, má thấy tình duyên của bay á, nó sao mà nó thâm thẳm chiều trôi, không biết chừng nào mới cặp bến được. Trời đất ơi, tại con không muốn thôi, chứ con muốn là có từ lâu lắm rồi má ơi. Đừng có xạo xạo. Sao mà bữa đó là mà đứa nào khóc sưng cả con mắt đó. Hồi nào? Thì cái bữa đó đó, cái bữa mà con bận một bộ đồ đẹp tuyệt đẹp đó, mày chân diện, mày tha son, mày tươi lắm, thì là bữa đó mày đi chơi với bồ chứ gì nữa. Cái bữa mà con mặc áo màu vàng á hả? Ừ đúng rồi. Mày đang nghĩ cái gì vậy? Thì đó, mày đi hẹn hò, mày đi hẹn hò với bồ, rồi cái nửa chừng cái mày bị con ma nó phá xong làm cho hai đứa bay gây lộn, rồi về cái mày khóc bù lu bù la với tía mày đó. Mày không nhớ hả? Má nói má nghe này nè, thôi má đừng làm nội trợ nữa, má đi viết tiểu thuyết đi, coi bộ vậy mà nhiều tiền lắm á. Thôi mày đừng nói trống lãng, ngày mai tao phải kêu ông thầy bố qua để cắt cái duyên âm cho mày. Con có gì đâu nhưng đi cắt duyên âm. Hôm bữa là má biết đi đâu không? Đi đâu? Con đi đóng phim. Ôi chú Tư. Chú Tư. Cái gì vậy ông nội? Con mới vô có chút xíu, con thấy chú ngồi than thở 5-7 lần rồi nha. Chú có tâm sự gì chú nói con giải quyết giùm cho chú. Chứ con thấy chú ngồi than thở vậy tội thương quá à. Mình nín thở 5-7 phút đi cho nó khỏe người chứ. Trời, nín thở 5-7 phút cho tao đai luôn quá. Mà con hỏi thiệt mày nè. Dạ. Mày có thương con nhái thiệt không? Chứ Tư hỏi kỳ quá, chứ lẽ giờ con nói con thương nhái đứt ruột đứt gan luôn chứ.
À mày thương nó thiệt ha. Dạ. Vậy thì tao hỏi mày nè, ví dụ như mày gặp nó đang có một cái chuyện mà nguy hiểm tới tính mạng đó, mày có lo không? Dạ lo chứ, lo lắm luôn á. Ờ. Ủa chú tư nói vậy là nhái bị bệnh gì rồi chú tư? Nhái bị ung thư á chú tư, giai đoạn mấy rồi, giờ mình phải chữa trị sao hả chú tư? Nên thằng vô duyên, tao chưa nói nhảy họng tao ngồi cũng nè. Cái gì mà ung thư? Tầm bậy tầm bạ không. Tao nói là nó đang bị cái duyên âm theo phá. Ủa chú tư, con thấy chú tư là cái người hiện đại 4.0 rồi, thì sao còn mê tín dị đoan nữa vậy chú tư? Nói nào ngay thì chú tư không có tin lắm, nhưng mà tao nói mày thím tư bà đi coi bói, bà nói ra nó vô cái tao cũng bị phân tâm. Bà nói là cái con nhái đó nó bị cái duyên âm đó đó, cho nên á là bây giờ nó không có nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa. Ủa chứ không phải là chú tư ngăn cấm nhái lấy chồng hả? Cấm gì mà ngăn cấm, bây giờ nó đã có đứa con, nó có chồng, tao còn mừng nữa, ở nó mà cấm cái gì nè. Dạ. Ví dụ mày có tình địch phải không? Dạ. Tình địch mày biết được thằng đó, thằng A, thằng B, thằng C nè, mày thấy mặt mày biết được mình cạnh tranh đúng không? Dạ đúng rồi. Còn đằng này nó mày không có biết ai, nó dưới á, nó dưới đó sao cạnh tranh? Thôi giờ không lẽ con xuống dưới cạnh tranh với nó ta? Thật trời, muốn xuống dưới lắm hả? Không. Còn lao không. Đây nè, đó, bây giờ mình phải tìm cách cắt cái duyên âm đó, thì sau đó nó mới muốn lấy chồng. Từ đó thì mày nhào vô, đúng không? Đó, chú Từ nhớ nói vô cho con 5-7 tiếng nha. Cái này tao không hứa nghe, hên xui á, hên xui. Cãi đi. Rồi. Còn bây giờ mình làm sao chú Tư? Bây giờ ha, mày phải làm sao cho nó tin là có cái duyên âm theo nó, hiểu không? Con biết rồi. Ừ. Bây giờ ha, con sẽ giả làm người âm đi theo phá nhái. Trời, một cái duyên âm ở dưới là muốn chết rồi, đưa thêm thằng âm hồn sống mày nữa chắc chết luôn quá. Tào lao không à. Nó nhỏ nè. Dạ. À, nghe không? Dạ nghe. Rõ không? Dạ rõ. Rồi hiểu không? Dạ không. Đi em coi. Nó lùi trong mặt không chết. Tôi trông con hai nhái nó về chưa? Dạ tía má mới về. Ủa, con nói con đi mua sữa cho con mà sao mà đi về lẹ vậy? Con không đi nữa. Thằng bảy cò nó không chở con đi phải không? Hả? Sao tía má biết? Thì má nói đại. Tại hổm rài á, má thấy nó ít có qua nhà mình chơi, mà nghe đâu ha, nó đang đeo đuổi con thấm lùng ở xóm bên đó, nó mới lạc lẽo với mày đó. Cái gì? Xưa giờ con thấm lùng theo anh bảy cò chứ đời này anh bảy cò theo nó. Anh ghét nó còn hơn là muốn hút nứt bỏ đi mà. Tia má có lộn không? Lộn đâu mà lộn. Đó, con thấy không? Chính thằng bảy cò nó đeo đuổi con á, mười mấy năm nay mà bây giờ tự nhiên nó còn trở quẻ vậy đó. Con suy nghĩ có phải không? Có phải là con bị phá không? Chính xác đó. Thôi đi. Sao mấy chục năm nay nó không theo, tự dưng giờ nó theo? Thì bây giờ á, con cứ thử đi, nghe lời tiết. Qua bên cái am đó, cắt duyên âm thử coi có thay đổi gì không? Đúng rồi. Đi cắt thử coi, cũng đâu có hại gì đâu con. Trời đất ơi, con đã bị một lần rồi, tự dưng bây giờ đi tiếp tay cho ba cái vụ mê tín dị đoan đó làm chi vậy? Con mất tiền một lần rồi mà còn không sợ nữa. Mê tín cái gì mà mê tín? Cái chuyện này nói là có sách mới có chứng, thì người ta chỉ sao nghe vậy đi. Nè, điển hình như là cái vụ bảy cò đó, hồi nào nó thương con đó, tự nhiên nay tự nhiên cái nó cũng quay lưng với con, không thấy hả? Thôi không quan tâm, con đi vô. Nhai. Trời đất ơi. Nó không tin rồi ông ơi. Trời ơi, nói nó tỉnh bơ rồi thấy không? Ừ, sao nói cách nào nó cũng không tin đó. Vậy chắc tôi với ông á phải nuôi má con nó tới già luôn rồi. Không được, mình phải tính một cái phương án mới. Vậy đi, bây giờ mình thử mình chơi cái chiêu khác coi.
chết rồi. Dạo này sao mình thấy sao sao trong người á ta? Sao mà cứ lặn sâu gáy vậy trời. Sao mà cứ có cảm giác ai cứ sâu mình ám mình vậy trời. Không lẽ ma ám ta? Nhảy. Ông Tèo, em làm gì mà ngồi mơ mơ hồ hồ nói chuyện lảm nhảm mình như ma ám vậy? Trời đất ơi, em Tèo còn thấy vậy nữa là chết rồi. Sao không thấy? Hồi nãy anh đi vòng vòng sau lưng em nè, anh kêu em có trả lời đâu. Mà cũng đúng, anh Mỹ Cò mà anh cũng dám quay lưng với mình thì không lẽ nào. Chắc là bị ma ám. Ờ, em nhắc Mỹ Cò mới nhớ. Ừ, sao anh thấy em đi bộ mình đi chợ vậy? Còn Bé Cò đâu không chở em đi. Anh mà cũng nhận ra được điều đó nữa hả? Đùi sao không thấy trời. Anh Tèo. Gì? Em hỏi anh này em phải trả lời thiệt nha. Đó giờ anh có bao giờ nói dối đâu. Anh thấy tụi con gái với xóm mình á, với em khác nhau ở chỗ nào vậy? Khác. Ừ. Khác. Có cái khác là tụi nó có chồng, còn em không có chồng. Chết, nhái, anh xin lỗi, anh nói chuyện không duyên dùng gì hết trơn à. Em đừng có buồn nghe nhái. Không mà nó đúng thiệt. Mà công nhận nha, tụi nó bằng tuổi em mà tụi nó chồng con đùm đề vậy á. Còn em thì có con mà không có chồng là sao ta? Ai biết đâu. Chắc chắn là bị phá rồi. Chết rồi. Mà anh Tèo. Gì? Từ trước tới giờ á, anh có bao giờ nghe tới ba chữ cắt duyên âm chưa? Cắt duyên âm mà. Có. Ờ, hồi xưa kế nhà anh Tèo á, có cái cô đó cô 40 tuổi rồi mà cô chưa có chồng. Cái bà đi coi bói, thầy bói nói là bà bị cái gì duyên âm gì đó, phải đi cắt duyên âm mới được. Rồi bà có cắt không? Cắt chứ sao không, 40 tuổi không có chồng, ta kêu làm gì phải làm chứ. Rồi bà có chồng chưa? Có, cắt xong cái bà có chồng liền luôn. Mà có điều bà lấy chồng người ta cho nên bị quýnh quá trời luôn. Trú gì trời. Trời nó nghĩ lì với ta. Rú gì mà nó không nghe. Không được. Vô nhà lấy quạt đi luôn. Không có bị lì không nghe. Kêu tía má ra mới được. Thôi nhưng không, mình phải quýnh úp nó mới bất ngờ. Mình phải thể hiện bản lĩnh của một người mẹ đơn thân. Vô. Má người ta ăn trộm, má người ta ăn trộm, má 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 ăn trộm. Hình như má nghe cái giọng này quen quen. Lạ quýnh nữa kìa. Ôi dạ, quen thiệt con ơi, giọng này quen lắm. Trời. Nhẹ. Cái mặt bị đầy nữa nè. Nè là ma nè, duyên âm nè. Người âm chưa hại mà thấy toàn người dương hại nhau không rồi đó. Trời ơi, tôi biết rồi.
chút xíu nữa là mày cắt hầu khẩu tía về dưới luôn rồi, là tao thành người âm luôn rồi nè. Đại trí!